xưa, họ Nhan mang con gái gả cho Thúc Lương Hột vì xét thấy tổ tiên nhiều đời của ông này từng tạo nhiều phước đức. Do đó, tin chắc rằng con cháu về sau ắt phải được hưng thịnh, tốt đẹp. Đức Khổng Tử khi ngợi khen vua Thuấn là bậc đại hiếu có nói rằng: tông miếu tổ tiên được thờ kính, con cháu nhiều đời gìn giữ phước lành. Những lời như thế đều là sự luận giải rốt ráo, rõ ràng. Nay ta lại thử đem những chuyện có thật đã qua để chứng minh cho lập luận này. Quan thiếu sư họ Dương, tên Vinh, quê ở huyện Kiến Ninh. Tổ tiên nhiều đời làm nghề chèo thuyền, đưa người sang sông để sinh sống. Gặp lúc trời mưa lâu, nước sông suối dâng cao, dòng chảy rất xiết, cuốn trôi cả những vùng dân cư. Người chết đuối cứ theo dòng sông mà trôi xuống. Những thuyền khác đều tranh nhau vớt lấy tài sản quý giá trôi trên sông. Chỉ riêng ông cố và ông nội của thiếu sư, hai người đều hết sức lo việc cứu người, hoàn toàn không vớt lấy một chút tài vật nào. Người trong làng đều cười chê họ là ngu dại. Đến khi cha của thiếu sư ra đời, gia đình dần dần khá giả lên. Bỗng có vị thần hóa hình thành một đạo nhân đến bảo người nhà rằng: tổ phụ các người có âm đức lớn, con cháu sẽ được giàu có vinh hiển, nên cải táng mộ tổ phụ vào chỗ đất này. Nói rồi chỉ cho một chỗ đất. Người nhà y theo chỉ dẫn của đạo nhân mà cải táng. Chỗ ấy sau này các thầy địa lý đều gọi là Gò Bạch Thố. Về sau, sinh ra thiếu sư, còn nhỏ tuổi đã thi cử đỗ đạt, làm quan tước vị lên đến tam công. Ông cố và ông nội của thiếu sư đều được triều đình truy tặng quan tước như vậy. Con cháu về sau đều được hưng thịnh, tốt đẹp. Cho đến nay, vẫn còn nhiều người hiền đức. Dương Tự Trừng, người huyện Ngân, ban đầu vốn chỉ là một viên thư lại trong nha huyện, luôn giữ lòng nhân hậu, thi hành pháp luật một cách công bình. Quan huyện khi ấy là người nghiêm khắc, một hôm tùy tiện dùng roi đánh một người tù đến nỗi máu chảy đầy sân mà vẫn chưa hết cơn giận. Họ Dương quỳ xuống xin tha. Quan huyện nói: người này vi phạm pháp luật, làm trái đạo lý, ta làm sao có thể không tức giận. Tự Trừng khấu đầu thưa rằng: tăng tử có nói, bề trên lỗi đạo, dân chúng phóng túng buông thả đã lâu, như hiểu được tình cảm đó thì khi xét xử tội trạng nên thương xót họ, chớ lấy việc trừng phạt được tội ác làm vui. Theo như lời ấy thì vui còn không được, huống chi lại nổi giận. Quan huyện nghe lời ấy rồi liền thôi không giận nữa. Nhà Tự Trừng rất nghèo, nhưng có ai mang quà biếu đến đều tuyệt đối không nhận. Gặp lúc thiếu lương thực, tù nhân phải chịu đói, ông thường tìm đủ mọi cách để có cho họ ăn. Ngày kia có thêm một số tù nhân mới được giải đến đang đợi cho ăn. Gặp lúc nhà ông đã gần hết gạo, nếu mang cấp cho tù nhân thì cả nhà phải chịu đói, nếu giữ gạo lại ăn thì những người tù kia thật đáng thương. Ông liền đem việc ấy bàn với vợ. Vợ ông hỏi: những người tù ấy từ đâu chuyển đến? Ông đáp: từ Hàng Châu đến, dọc đường đã phải chịu đói rất lâu, thấy rõ sắc mặt xanh lè. Nhân đó, vợ chồng ông liền lấy hết số gạo còn lại trong nhà, nấu cháo mang đến cho tù nhân ăn. Về sau, ông sinh được hai người con trai, con trưởng là Dương Thủ Trần, con thứ là Dương Thủ Chỉ. Cả hai đều làm quan lại bộ thị lang ở hai vùng Nam Kinh và Bắc Kinh. Lại có hai người cháu nội, cháu lớn làm quan đến chức hình bộ thị lang, cháu nhỏ làm quan liêm hiến ở tỉnh Tứ Xuyên, đều là những vị quan có danh tiếng. Ngày nay, các ông Sở Đình, Đức Chính đều là con cháu của Dương Tự Trừng. Trong khoảng niên hiệu chính thống, Đặng Mậu Thất
cầm đầu nổi loạn ở Phúc Kiến. Những kẻ có học và dân thường cùng theo hưởng ứng rất đông. Triều đình cử quan đô hiến là Trương Giai từ huyện Ngân kéo quân về phía nam để chinh phạt. Trương Đô Hiến dùng mưu bắt được giặc loạn, sau đó liền cử viên đô sự họ Tạ thuộc Bố Chánh Ti của tỉnh Phúc Kiến đi truy lùng bắt giết những kẻ theo giặc loạn. Tạ đô sự cố sức điều tra được danh sách những người đã theo giặc. Sau đó, đối với những gia đình nào không có tên trong danh sách, liền kín đáo sai người đến trao cho một lá cờ nhỏ bằng vải trắng. Dặn họ vào ngày quân binh truy quét thì cắm lá cờ ấy trước cửa. Tạ đô sự lại nghiêm cấm quân lính không được giết người bừa bãi. Nhờ vậy mà cứu sống được đến hàng vạn người, không phải chết oan. Về sau, con trai của Tạ đô sự là Tạ Thiên thi đỗ trạng nguyên, làm quan đến chức tể tướng. Cháu nội là Tạ Phi cũng đỗ thám hoa. Ở huyện Bồ Điền thuộc tỉnh Phúc Kiến có nhà họ Lâm. Đời trước có một lão bà ưa thích làm điều thiện, thường làm bánh bột gạo rồi đem bố thí cho người, ai đến xin cũng cho, không chút phiền hà. Có một vị tiên hóa hình làm đạo nhân, sáng nào cũng đến xin đến 6-7 cái bánh. Lão bà ngày nào cũng đưa cho, trải qua 3 năm đều đặn như vậy. Vị tiên thấy được tấm lòng chân thành của bà rồi, liền nói: "Ta ăn bánh của bà đã 3 năm, biết làm sao đền đáp. Sau nhà bà có một chỗ đất, khi nào bà mất đi, dặn trước người nhà hãy chôn cất bà nơi ấy. Con cháu về sau sẽ được hưởng quan tước nhiều như số hạt mè trong một thân mè." Người con trai theo lời mẹ dặn, chôn cất lão bà nơi chỗ đất ấy. Ngay đời sau đó đã có 9 người đỗ đạt. Trải qua nhiều đời sau nữa thì những người quyền quý quan tước trong họ ấy rất nhiều. Tỉnh Phúc Kiến có lưu truyền câu tục ngữ rằng: "Không có họ Lâm thì không lập được bảng vàng." Ý nói không một khoa thi nào lại không có người họ Lâm đỗ đạt. Cha của quan thái sử Phùng Trác Am khi còn học ở trường huyện, vào một ngày mùa đông cực kỳ rét buốt, dậy sớm đến trường học. Giữa đường bỗng nhìn thấy một người bị ngã nằm trong đống tuyết. Đến sờ vào thì thấy đã bị tê cứng đến nửa người rồi. Ông liền cởi chiếc áo ấm đang mặc ra đắp cho người ấy, rồi đưa về nhà cứu sống. Sau đó ông mộng thấy một vị thần bảo rằng: "Ông cứu được một mạng người, có tâm chí thành, nay ta sai Hàn Kỳ đến làm con ông. Nhân đó nên đến khi sinh con trai, liền đặt tên là Phùng Kỳ, sau mới lấy hiệu là Trác Am." Quan thượng thư họ Ưng người Đài Châu thuộc tỉnh Chiết Giang, thuở còn thanh niên học tập trong vùng núi, ban đêm có bọn ma quỷ tụ tập kêu rú, thường khiến mọi người kinh sợ, nhưng riêng ông không chút sợ sệt. Một đêm nọ, ông nghe tiếng quỷ nói: "Có một phụ nữ kia vì chồng đi xa đã lâu không về, cha mẹ chồng nghĩ là con mình đã chết nên ép cô ấy phải lấy chồng khác. Cô ấy không chịu nên đêm mai sẽ thắt cổ tự tử ở nơi ấy. Vậy là ta có người thế thân rồi." Họ Ưng nghe biết được tên người phụ nữ trong câu chuyện, liền ngầm bán ruộng nhà được 4 lượng bạc, rồi viết một bức thư giả làm thư của người chồng gửi về nhà, kèm theo cả 4 lượng bạc. Cha mẹ chồng của người phụ nữ kia được thư, xem chữ viết không phải của con mình nên nghi ngờ. Nhưng rồi lại nghĩ, thư có thể giả, nhưng tiền làm sao giả được? Vì thế họ cho rằng con mình vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ kia nhờ vậy không bị ép lấy chồng khác. Về sau, người chồng quay về, vợ chồng lại được đoàn tụ như xưa. Một đêm, họ Ưng lại nghe quỷ nói với nhau: "Ta đã sắp có người thế thân,
chỉ do gã tú tài này phá hỏng chuyện của ta. Có con quỷ gần đó hỏi, sao mày không hại nó? Quỷ kia đáp rằng, Thượng Đế thấy người này tâm địa tốt lành, nên đã truyền lệnh ghi âm đức cho ông ta sau này sẽ làm quan thượng thư. Tao làm sao có thể hại được? Họ Ưng nghe như vậy, càng thêm nỗ lực. Việc thiện ngày càng làm được nhiều hơn, phước đức càng thêm sâu dày. Gặp năm mất mùa đói kém, ông liền mang gạo của nhà ra cứu giúp cho người đói. Gặp người thân thích có việc nguy cấp, ông liền ân cần giúp đỡ họ vượt qua. Gặp những hoàn cảnh trái nghịch, ông thường quay lại tự xét lỗi mình rồi vui vẻ chấp nhận. Con cháu của ông đỗ đạt thành danh, tính đến nay số lượng rất nhiều. Huyện Thường Thục thuộc tỉnh Giang Tô, có người tên Từ Thức, hiệu Phượng Trúc. Cha ông vốn là người giàu có, gặp một năm mất mùa đói kém. Cha ông là người trước tiên trong toàn huyện đề xướng việc hủy bỏ không thu tô của nông dân, sau đó lại mang lúa gạo trong nhà ra phân phát cứu giúp người đói thiếu. Đến đêm, nghe tiếng quỷ thần nơi cửa trước hô to rằng, ngàn vạn lần quyết không lừa dối, tú tài nhà họ Từ sẽ đổ cử nhân. Nhiều đêm liên tiếp đều nghe tiếng hô to như vậy. Năm ấy, Phượng Trúc dự kỳ thi hương quả nhiên đổ cử nhân. Cha ông nhân đó càng nỗ lực làm thiện, ngày càng nhiều hơn, không chút biến trễ. Những việc như tu sửa cầu đường, cúng dường trai tăng, cứu giúp người nghèo đói, cho đến hết thảy những việc mang lại lợi ích cho người khác, ông đều cố hết sức làm. Về sau, lại nghe tiếng quỷ thần hô to nơi cửa trước rằng, ngàn vạn lần quyết không lừa dối, cử nhân nhà họ Từ sẽ làm quan đến chức đô đường. Về sau, Phượng Trúc quả nhiên làm quan đến chức tuần phủ lưỡng chiết. Có viên chủ sự bộ hình tên Đồ Khang Hy là người quê ở phủ Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang. Một đêm nọ, ông vào trong ngục thận trọng tra hỏi tỉ mỉ trường hợp của từng người tù, qua đó phát hiện được một số người vô tội. Ông không lấy đó làm công lao của riêng mình, liền bí mật viết hết lời khai của các tù nhân thành văn bản, trình lên quan thượng thư bộ hình. Sáng sớm hôm sau, khi xét xử tội nhân, quan thượng thư dựa theo những lời ông đã báo lên mà tra hỏi. Hết thảy tù nhân đều khâm phục nhận chịu, nhờ đó làm rõ và phóng thích được hơn 10 người bị oan. Bấy giờ, qua sự việc ấy, dân chúng ở Kinh Đô đều ca tụng quan thượng thư là người sáng suốt. Đồ Khang Hy lại thưa với quan thượng thư rằng, ngay ở chốn kinh thành mà còn có nhiều người dân bị oan ức, dân chúng bốn phương số nhiều đến hàng triệu người, lẽ nào lại không có những kẻ bị oan? Vì thế, cứ 5 năm một lần, triều đình nên cử một vị quan giảm hình về các địa phương tra xét sự thật các vụ án để phán xử lại cho công bằng. Quan thượng thư trình tấu đề nghị ấy lên triều đình, được chuẩn y. Bấy giờ, Đồ Khang Hy cũng được đề cử làm một trong số các quan giảm hình. Đêm nọ, Đồ Khang Hy mộng thấy một vị thần bảo rằng, mạng số của ông vốn không có con, nay ông đề nghị việc giảm hình rất hợp lòng trời. Ngọc Đế ban cho ông 3 người con, về sau đều sẽ được áo tía đai vàng. Đêm ấy, vợ ông có thai rồi sinh ra con trai là Đồ Ứng Huân. Sao lại sinh được Đồ Ứng Khôn, Đồ Ứng Túng? Cả 3 người con ấy sao đều được quan tước hiển vinh? Phủ Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang có người tên Bao Bằng, tự là Tính Chi. Cha ông làm quan thái thú Trì Dương, sinh được 7 người con. Bao Bằng là con út, làm rể nhà họ Viên ở huyện Bình Hồ, cũng thuộc phủ Gia Hưng. Ông Bao Bằng với cha tôi có giao tình hết sức thân mật. Ông học trọng tài cao, nhưng đi thi nhiều lần không đỗ,
liền quay sang chú tâm vào Phật học và lão học. Một hôm, ông dạo chơi ở Mão Hồ về phương Đông, bỗng gặp một ngôi chùa làng có pho tượng Quán Âm, đứng trong chùa mà bị nước dột thấm ướt hết. Ông lục trong túi còn được 10 lượng bạc, liền trao hết cho thầy trụ trì để tu sửa mái chùa. Thầy trụ trì nói việc này tốn kém nhiều mà tiền như vậy quá ít, e không thể làm được. Bao bằng liền lấy ra 4 xấp vải tùng, lại soát trong rương hành lý được 7 cái áo vải kép loại tốt, chỉ vừa mới mua, liền trao tất cả cho thầy trụ trì. Người hầu có ý ngăn cản, Bao bằng liền nói: chỉ cần Thánh Thượng Bồ Tát không bị hư hoại, ta dù không mặc áo cũng chẳng hề gì. Thầy trụ trì cảm động rơi nước mắt, nói: đem tiền vải, áo cúng dường cũng không phải việc khó làm, nhưng tâm chí thành như ông thật không dễ có. Khi việc tu sửa ngôi chùa đã hoàn thành, Bao bằng lại đưa cha mình cùng đi đến viếng chùa, nghỉ đêm lại đó. Ông mộng thấy có vị hộ pháp đến cảm tạ và nói: con ông sẽ được hưởng lộc ở đời. Về sau, con trai ông là Bao Biện, cháu nội là Bao Sanh Phương, đều đỗ đạt làm quan vinh hiển. Huyện Gia Thiện thuộc tỉnh Chiết Giang có người tên Chi Lập. Cha ông trước đây là một viên thư lại giúp việc hình án trong huyện. Có người tù vô tội nhưng bị hãm hại phải chịu tội tử hình. Ông thấy vậy thương xót, muốn tìm cách xin cho được sống. Người tù nhân lúc vợ vào thăm, nói với vợ rằng: ông Chi có lòng tốt cứu giúp, tôi thật hổ thẹn không biết lấy gì báo đáp. Ngày mai nàng hãy mời ông ấy đến nhà chơi, xin được đem thân hầu hạ chăn gối. Nếu ông ấy chấp nhận thì tôi có thể giữ được mạng sống. Người vợ khóc mà vâng lời. Hôm sau, khi ông Chi đến nhà, người vợ tự mình ra hầu rượu, nói rõ ý chồng mình. Ông Chi không chấp nhận, nhưng sau đó vẫn đem hết sức lo liệu sự việc. Khi người tù được tha, vợ chồng cùng đến nhà ông bái tạ rồi nói: ân đức của ông thật trên đời hiếm có. Nay biết ông không có con, chúng tôi có đứa con gái vừa lớn, xin cho được theo làm hầu thiếp lo liệu việc nhà. Như vậy cũng là theo đúng lễ nghi. Ông Chi liền lo đủ lễ vật mà cưới về. Sau sinh ra Chi Lập, 20 tuổi đã thi đỗ đầu bảng, sau làm quan đến chức khổng mục trong Hàn Lâm Viện. Chi Lập sinh con là Chi Cao, Chi Cao sinh ra Chi Lộc, đều đỗ cử nhân, học vấn uyên bác. Chi Lộc lại sinh ra Chi Đại Luân, thi đỗ tiến sĩ. 10 trường hợp vừa kể trên, việc làm của mỗi người đều khác biệt, nhưng giống nhau ở một điểm, tất cả đều là việc thiện. Tuy nhiên, xét đến chỗ tinh yếu cặn kẽ mà nói, thì việc làm thiện còn có phân ra chân thật khác với giả dối, ngay thẳng khác với tà vậy. Tích âm đức khác với tạo phước ở đời, đúng đắn khác với sai lầm, lệch lạc khác với chính đáng, một phần khác với trọn vẹn, lớn lao khác với nhỏ nhặt, khó khăn khác với dễ dàng. Hết thảy đều nên luận xét đến chỗ sâu xa. Nếu làm việc thiện mà không thấu hiểu cặn kẽ đạo lý, ắt có khi tưởng mình đang làm việc thiện mà không biết đó là tạo nghiệp xấu. Như vậy thì khổ nhọc tâm trí cũng chỉ là uổng phí, chẳng được ích lợi gì. Như thế nào là chân thật khác với giả dối? Xưa có một nhóm các nho sinh đến tham vấn Hòa Thượng Trung Phong, thưa hỏi rằng: nhà Phật đưa ra thuyết nhân quả báo ứng như bóng theo hình, nhưng nay thấy người kia làm việc thiện mà con cháu không được hưng thịnh, lại thấy người nọ làm việc ác mà con cháu họ sung túc thịnh vượng. Như vậy, thuyết của nhà Phật thật chẳng lấy gì để làm bằng cứ cả. Hòa Thượng Trung Phong đáp:
Khi cảm xúc trần tục chưa dứt sạch thì con mắt chân chánh chưa thể khai mở. Đối với việc thiện mà xem là ác, đối với việc ác lại xem là thiện. Những việc như thế rất thường gặp. Sao các ông không tự trách chỗ thấy biết điên đảo sai lầm của mình, mà ngược lại quán trách sự báo ứng của đạo trời cho là sai lệch? Các nho sinh liền hỏi: thiện và ác là hai điều trái ngược nhau, sao có thể nhận biết điên đảo như thầy nói? Hòa thượng liền bảo họ: mỗi người hãy đưa ra sự mô tả để phân biệt thiện ác. Một người nói: mắng nhiếc, nhục mạ người khác là ác, cung kính, lễ phép với người khác là thiện. Hòa thượng Trung Phong nói: chưa hẳn đã là như vậy. Một người khác nói: tham muốn tiền của, làm bậy để lấy của người khác là ác, ngay thẳng thanh bạch, không lừa gạt lấy của người khác là thiện. Hòa thượng Trung Phong lại nói: chưa hẳn đã là như vậy. Mỗi người trong nhóm nho sinh đều nói ra cách hiểu của mình. Hòa thượng Trung Phong đều bảo là chưa đúng. Cuối cùng, cả nhóm cùng thưa thỉnh ngài nói ra lý lẽ đúng thật. Hòa thượng bảo họ: việc làm mang lại lợi ích cho người khác, đó gọi là thiện. Việc làm chỉ mưu lợi ích riêng cho bản thân mình, đó gọi là ác. Nếu có thể mang lại lợi ích cho người, thì việc mắng nhiếc, nhục mạ người cũng đều là thiện. Nếu chỉ vì lợi ích riêng tư cho bản thân mình, thì việc cung kính, lễ phép với người khác cũng đều là ác. Vì thế, người làm việc thiện, lấy sự lợi ích cho người khác làm việc chung, thì việc chung ấy là chân thật. Xem lợi ích của bản thân mình là việc riêng tư, việc mưu lợi riêng tư ấy ắt là giả dối. Làm việc thiện xuất phát từ tâm chân thành là chân thật, không xuất phát từ bản tâm, chỉ bắt chước làm theo là giả dối. Làm việc thiện mà hoàn toàn không vướng chấp vào hình tướng là chân thật, vướng mắc nơi hình tướng phân biệt là giả dối. Đối với hết thảy những việc tương tự khác, các ông đều nên dựa theo các nguyên tắc nêu trên mà tự mình khảo xét, phân biệt giữa thiện hay ác, chân thật hay giả dối. Như thế nào là ngay thẳng khác với tà vậy? Người đời nay thấy những kẻ thật thà dễ sai bảo thì xem đó là người hiền lành mà chọn dùng. Bậc thánh nhân xưa kia thà chọn dùng những người có chí khí hướng thiện hoặc có quyết tâm không làm việc ác. Với những kẻ thật thà dễ sai bảo, tuy ở trong một thôn xóm thì có thể xem là tốt, nhưng đối với nền đạo đức chung thì đó là những kẻ gây tổn hại, vì chỉ biết thuận theo thế tục chứ không hề có ý chí hướng thiện. Cho nên, cách phân biệt thiện ác của người thế tục đem so với bậc thánh nhân rõ ràng có sự trái ngược nhau. Từ đó mà suy ra, hết thảy những sự lựa chọn yêu ghét, lấy bỏ của người đời cũng đều có sai lầm. Sự phân biệt những điều phước thiện hay tà ác, họa hại của quỷ thần cũng đều tương đồng với sự phân biệt những điều đúng đắn hay sai lầm của bậc thánh nhân, nhưng lại khác biệt với những sự phân biệt yêu ghét, lấy bỏ của người đời. Vì thế, nếu muốn làm thiện tích đức, chắc chắn không thể tùy theo những điều tai nghe mắt thấy của riêng mình, mà phải xuất phát từ cội nguồn sâu thẳm, kín đáo trong tâm, âm thầm tu sửa, gột rửa, dứt sạch mọi điều tà vậy. Nếu chỉ còn duy nhất một tâm nguyện cứu người giúp đời, đó là làm thiện một cách ngay thẳng. Chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm dối người gạt đời, ắt đó là làm thiện một cách tà vậy. Nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện thương người yêu đời, đó là ngay thẳng. Chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm giận người hận đời, ắt đó là tà vậy. Nếu chỉ duy nhất một tâm nguyện cung kính người khác, đó là ngay thẳng. Chỉ cần khởi lên một mảy may tâm niệm bỡn cợt, ắt đó là tà vậy.
những lý lẽ phân biệt như thế đều nên phân tích khảo xét cho thật kỹ lưỡng. Như thế nào là tích âm đức khác với tạo phước ở đời? Những việc thiện mà người đời thấy biết được, đó là tạo phước ở đời. Những việc thiện mà người đời không hay biết, đó là tích âm đức. Tích âm đức thì được trời báo đáp, còn tạo phước ở đời thì được hưởng tiếng tốt. Tiếng tốt đó cũng là phước báo vậy. Nhưng danh tiếng vốn là chỗ đối kỵ với lẽ tự nhiên của tạo vật. Người nào được thọ hưởng danh tiếng tốt đẹp mà không thực xứng đáng thì đa phần đều phải chuốc lấy tai họa. Người nào không có lỗi lầm xấu ác gì mà phải oan ức nhận lấy tiếng xấu thì con cháu lại thường được nhanh chóng phát đạt. Sự khác biệt giữa tích âm đức với tạo phước ở đời thật hết sức tinh tế, nhỏ nhặt, khó thấy. Như thế nào là đúng đắn khác với sai lầm? Nước Lỗ vào thời Xuân Thu có luật định rằng người nước Lỗ khi bỏ tiền ra để chuộc dân nước Lỗ bị bắt làm nô lệ từ các nước chư hầu khác về đều có thể đến quan phủ địa phương nhận lại số tiền đó. Tử Cống chuộc người về nhưng không chịu nhận lại tiền. Khổng Tử biết chuyện liền chê trách, nói: "Trò tứ làm sai rồi. Bậc thánh nhân làm việc gì đều nhắm đến việc sửa đổi phong tục tập quán cho tốt hơn, để dẫn dắt dạy dỗ người đời những điều có thể làm được, chứ không chỉ riêng tự thân mình làm. Nay ở nước Lỗ rất ít người giàu có, đa số là dân nghèo. Nếu chuộc người về rồi nhận lại tiền mà xem là không liêm khiết thì làm sao tiếp tục chuộc người khác nữa? Từ nay về sau e rằng sẽ không còn ai chuộc dân Lỗ bị bắt làm nô lệ ở các nước khác về nữa rồi." Lại khi Tử Lộ cứu sống một người suýt chết đuối, người ấy mang một con trâu đến tạ ơn. Tử Lộ nhận lấy. Khổng Tử biết chuyện vui mừng nói: "Từ nay nước Lỗ ắt sẽ có nhiều kẻ dám liều mình cứu người chết đuối." Nếu theo cách nhìn của người thế tục thì Tử Cống chuộc người mà không nhận lại tiền là tốt, còn Tử Lộ cứu người mà nhận trâu là xấu. Thế nhưng Khổng Tử lại khen Tử Lộ mà chê Tử Cống, cho nên biết rằng việc làm thiện không xét theo sự việc đang xảy ra mà phải xét đến những ảnh hưởng lan rộng ngấm ngầm theo sau sự việc ấy. Không xét theo hiện tại nhất thời mà phải xét về tác động lâu dài. Không xét riêng một người mà phải xét đến ảnh hưởng đối với nhiều người. Nếu việc đang làm tuy là việc thiện nhưng ảnh hưởng lan rộng có hại cho người khác thì việc ấy tuy có vẻ như thiện nhưng kỳ thật lại là sai lầm. Nếu việc đang làm tuy là bất thiện nhưng ảnh hưởng lan rộng có thể cứu giúp người khác thì việc ấy tuy có vẻ như bất thiện nhưng kỳ thật lại là đúng đắn. Ở đây chỉ lấy riêng một ý tiêu biểu là thiện và bất thiện mà luận giải, còn những ý nghĩa khác như việc làm hợp đạo nghĩa lại giống như phi nghĩa, việc làm đúng lễ giáo lại giống như trái lễ, việc làm giữ đúng chữ tín lại giống như bất tín, việc làm từ ái lại giống như không có lòng từ, hết thảy đều nên phân biệt chọn lựa cho rõ ràng. Như thế nào là lệch lạc khác với chính đáng? Tể tướng Lã Văn Ý khi mới từ quan về quê, dân chúng khắp nơi trong nước đều hết lòng kính ngưỡng, xem như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu. Có một người cùng làng uống rượu say, mắng chửi ông. Ông không giận, nói với người hầu rằng: "Người ấy say rồi, đừng so đo với hắn." Rồi đóng cửa lại không quan tâm đến. Qua năm sau, người ấy phạm tội tử hình bị giam vào ngục. Lã Văn Ý biết chuyện lấy làm hối hận, nói: "Phải chi hồi đó ta có chút lưu tâm việc sai trái của hắn, bắt giao cho quan phủ trị tội. Ắt là hắn phải chịu sự trừng phạt nhỏ mà có thể ngăn ngừa được tội ác lớn. Ta khi ấy chỉ muốn giữ lòng nhân hậu,
không ngờ lại nuôi dưỡng cái ác của kẻ ấy cho đến nỗi thành ra sự việc như hôm nay. Đó là có lòng lành nhưng lại thành ra làm việc xấu. Lại có trường hợp khởi tâm xấu ác nhưng lại làm được việc tốt lành, như có nhà kia hết sức giàu có, gặp năm mất mùa đói kém, có đám dân cùng khốn cướp lúa thóc nơi chợ búa ngay giữa ban ngày, báo lên quan huyện nhưng quan huyện không giải quyết. Những người kia thấy vậy lại càng phóng túng hơn, cuối cùng nhà giàu ấy liền tự ý bắt giam những kẻ cướp, nhờ vậy dân chúng mới được yên ổn. Nếu không làm thế, ắt cả vùng đều loạn cả. Cho nên, làm việc thiện là chính đáng, làm việc xấu ác là lệch lạc, điều ấy thì ai cũng biết. Nhưng khởi tâm thiện mà làm thành việc xấu ác, ấy là trong chỗ chính đáng mà thành lệch lạc. Khởi tâm ác mà làm thành việc thiện, ấy là trong chỗ lệch lạc mà thành chính đáng. Những điều như thế không thể không suy xét rõ. Như thế nào là một phần khác với trọn vẹn? Kinh dịch nói, điều thiện không tích chứa thì không đủ tạo thành danh thơm tiếng tốt. Điều xấu ác không tích chứa thì không đủ gây thành họa diệt thân. Kinh thư nói, tội ác của nhà thương như tiền sâu thành chuỗi, không phải chỉ trong một lúc mà thành. Cũng như việc tích chứa đồ vật vào vật chứa, nếu siêng năng tích chứa, ắt có ngày sẽ đầy đủ, trọn vẹn. Nếu biến trễ không tích chứa, ắt chỉ được một phần, không thể chứa đầy trọn vẹn. Đó là một cách giải thích về sự khác biệt giữa một phần hay trọn vẹn. Lại nữa, ngày xưa có một cô gái đến chùa, muốn cúng dường nhưng không có nhiều tiền, chỉ còn vỏn vẹn 2 đồng xu, liền mang ra cúng hết cho chùa. Vị tăng trụ trì thấy vậy, đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau, cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa, mang theo 1.000 lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì thấy vậy, đích thân làm lễ sám hối cho cô. Nhờ công đức ấy, không lâu sau, cô được tuyển vào cung vua, thọ hưởng giàu sang phú quý. Cô lại viếng chùa, mang theo 1.000 lượng bạc đến cúng dường. Vị tăng trụ trì chỉ sai đồ chúng làm lễ hồi hướng rồi thôi. Cô ấy liền hỏi, ngày trước con cúng dường chỉ có 2 đồng xu, thầy đích thân làm lễ sám hối cho con. Nay con cúng dường đến cả 1.000 lượng bạc mà thầy không tự thân làm lễ hồi hướng là vì sao? Thầy trụ trì đáp, số tiền trước đây tuy ít nhưng tâm cúng dường hết sức chân thành. Nếu lão tăng này không đích thân làm lễ sám hối thì không xứng với công đức ấy. Nay số tiền cúng dường tuy nhiều nhưng tâm cúng dường không được chí thiết như trước. Có người thay ta làm lễ sám cũng đã đủ rồi. Như thế, cúng dường 1.000 lượng bạc nhưng thiếu tâm thành thì vẫn chỉ là việc thiện một phần, mà cúng dường chỉ 2 đồng xu với tâm chí thành được xem là trọn vẹn. Lại xét chuyện chung ly truyền pháp luyện đan cho Lã Tổ, có thể biến sắc thành vàng. Lã Tổ hỏi, cuối cùng rồi vàng có trở lại thành sắc không? Chung ly đáp, sau 500 năm sẽ trở lại thành sắc. Lã Tổ nói, như vậy ắt sẽ làm hại người 500 năm sau. Tôi không muốn làm như vậy đâu. Chung ly nói, người tu tiên nhất thiết phải tích chứa đủ 3.000 công hạnh. Nhưng chỉ một lời này của ông đã trọn đủ 3.000 công hạnh rồi. Đây cũng là một cách giải thích khác. Lại như người mang tài vật ra cứu giúp người khác, bên trong không thấy có bản thân mình là người cứu giúp, bên ngoài không thấy có người được cứu giúp, khoảng giữa không thấy có tài vật được mang ra cứu giúp. Đó gọi là thấu suốt bản thể của người thí, vật thí và kẻ nhận thí đều không thật. Cũng gọi là tâm thanh tịnh chuyên nhất. Được như vậy thì một đấu thóc
cũng có thể gieo trồng công đức không bờ bến. Một đồng xu cũng có thể làm tiêu trừ tội lỗi trong ngàn kiếp. Nhưng nếu như tâm này chưa được rõ ràng thanh tịnh, thì dẫu đến vạn vật vàng ròng mang làm việc thiện, phước đức vẫn không đầy đủ, trọn vẹn. Đây cũng là một cách giải thích khác. Như thế nào là lớn lao khác với nhỏ nhặt? Thuở xưa, Vệ Trọng Đạt là một quan chức Hàn Lâm Viện, tự thấy mình bị bắt đưa đến âm ti. Diêm Chúa sai thư lại trình lên những ghi chép thiện ác của Trọng Đạt đã làm ở dương gian. Khi so sánh thì thấy những ghi chép xấu ác quá nhiều, bày ra choáng đầy cả sân, còn việc thiện thì quá ít, chỉ được ghi trên một mảnh lụa cuộn tròn lại, nhỏ như chiếc đũa. Diêm Chúa sai đặt tất cả lên hai bên đòn cân để so sánh nặng nhẹ. Hóa ra hết thảy những ghi chép xấu ác bày ra đầy sân kia lại nhẹ hơn cuộn giấy lụa ghi việc thiện cuộn lại, chỉ nhỏ như chiếc đũa. Trọng Đạt thưa hỏi: Tôi năm nay chưa đến 40 tuổi, sao có thể nhiều việc xấu ác đến như thế? Diêm Chúa đáp: Một niệm tà vậy khởi lên đã là xấu ác, không đợi đến lúc ông thực sự làm. Nhân đó, Trọng Đạt lại hỏi xem trong cuộn giấy lụa kia ghi chép những gì. Diêm Chúa đáp: Triều đình trước đây huy động rất nhiều dân công tu sửa cầu đá ở Tam Sơn. Ông có dân sớ can ngăn việc ấy, trong đó ghi lại bản sớ của ông. Trọng Đạt thắc mắc: Tuy tôi có can ngăn thật, nhưng triều đình không nghe theo, thì việc ấy nào có ích lợi gì? Làm sao lại có tác dụng mạnh mẽ hơn tất cả những điều xấu ác như vậy? Diêm Chúa đáp: Triều đình tuy không nghe theo việc ấy, nhưng một ý niệm của ông khởi lên vốn đã là vì lo lắng cho tất cả muôn dân nên được như vậy. Ví như triều đình chịu nghe theo ông, thì tác dụng của việc thiện ấy lại càng mạnh mẽ hơn thế nữa. Cho nên, nếu tâm niệm hướng về khắp cả muôn người, thì dù việc thiện nhỏ cũng thành lớn lao. Nếu chỉ riêng lo cho bản thân mình, tuy có làm nhiều việc thiện cũng chỉ xem là nhỏ nhặt. Như thế nào là khó khăn khác với dễ dàng? Các vị nho gia ngày trước dạy rằng, muốn tự chế phục bản thân thì phải khởi đầu từ chỗ khó chế phục nhất. Khổng Tử bàn về việc tu sửa đức nhân cũng nói, phải khởi sự trước nhất từ chỗ khó. Muốn khởi đầu từ chỗ khó, ắt phải học theo như ông họ Thư ở Giang Tây. Bỏ ra cả 2 năm lương bổng ít oi của mình để thay người khác nộp tiền phạt lên quan phủ, giúp cho vợ chồng người ấy được khỏi cảnh chia lìa. Lại như ông họ Trương ở Hàm Đan, đem hết số tiền dành dụm khó nhọc trong 10 năm để thay người khác nộp tiền chuộc thân, cứu sống được vợ con người ấy. Những người như thế đều có thể buông bỏ được điều rất khó buông bỏ là quyền lợi của bản thân. Lại như ông già họ Cận ở Trấn Giang, tuy tuổi già vẫn chưa có con, nhưng không chấp nhận lấy một cô gái nhỏ tuổi làm thiếp mà trả lại cho gia đình người hàng xóm. Đó là những trường hợp nhẫn chịu được điều khó nhẫn chịu, nên cũng được trời ban phước sâu dày. Thông thường, những người giàu có, quyền thế thì việc tạo công đức thật dễ dàng. Nhưng nếu dễ mà không chịu làm, đó là tự hủy hoại chính mình. Những người nghèo khổ muốn làm việc tạo phước đức đều rất khó khăn. Nhưng khó khăn mà có thể làm được, ấy mới là điều rất đáng quý. Việc tùy duyên cứu giúp người khác có muôn hình vạn trạng, nhưng lược nói theo những điểm đại cương thì có thể phân ra 10 loại. 1. Cùng người khác làm việc thiện. 2. Giữ lòng yêu kính đối với người khác. 3. Giúp thành tựu những điều tốt đẹp của người khác. 4. Khuyên bảo người khác làm việc thiện. 5. Cứu người khi nguy cấp. 6. Khởi xướng xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng. 7.
bỏ tiền của làm việc tạo phước. 8. Ủng hộ và bảo vệ, giữ gìn chánh pháp. 9. Kính trọng các bậc tôn túc, trưởng thượng. 10. Khuyên người khác phải biết tôn trọng sự sống, thương yêu quý tiếc mạng sống của muôn loài. 1. Thế nào là cùng người khác làm việc thiện? Thuở xưa vua Thuấn ở chỗ bến sông, nhìn thấy những người đánh cá đều tranh nhau chỗ nước sâu nhiều cá, khiến cho những người già yếu không đủ sức tranh giành, phải bắt cá ở những nơi nước cạn, dòng chảy xiết. Vua Thuấn động lòng thương xót, liền đến nơi ấy cùng mọi người đánh bắt cá. Khi thấy những người có ý tranh giành, ngài che giấu việc xấu ấy, chẳng nói gì đến. Khi thấy những người biết nhường nhịn người khác, ngài hết lời ngợi khen, tán dương, rồi cũng làm theo giống như người ấy. Vua Thuấn làm như vậy được một năm, thì mọi người ở đó đều nhường nhịn cho nhau những chỗ nước sâu nhiều cá. Thông minh sáng suốt như vua Thuấn, nào có khó gì việc nói ra một lời dạy dỗ những người kia, việc tốt nên làm. Thế mà ngài không dùng lời dạy dỗ, lại dùng chính việc làm của tự thân để cảm hóa, thay đổi người khác. Quả thật là một tấm lòng hiền lương thương người, chấp nhận khó nhọc. Chúng ta sống vào đời suy mạc, đừng lấy chỗ hay giỏi của mình mà lấn áp kẻ khác. Đừng lấy chỗ tốt đẹp của mình mà so sánh với kẻ khác để tự cho mình là hơn. Đừng cậy chỗ nhiều tài năng của mình mà gây khó cho người khác. Nên tự kiểm soát, không phô bày chỗ tài trí của bản thân, chỉ xem đó như hư huyễn không thật. Thấy người khác có chỗ lỗi lầm khiếm khuyết, nên bao dung mà che giấu giúp họ. Một mặt là tạo cơ hội cho họ có thể hối cải lỗi lầm, một mặt lại khiến họ có sự e dè kiêng sợ mà không dám buông thả phóng túng. Thấy người khác có chút ưu điểm nhỏ dùng được, hoặc việc thiện nhỏ có thể chọn lấy, thì lập tức từ bỏ chỗ chưa tốt của mình mà làm theo đó. Lại nên hết lời ngợi khen xưng tán, truyền rộng sự tốt đẹp ấy đến với nhiều người khác. Từ sáng đến tối, mỗi một lời nói, mỗi một việc làm đều không vì nghĩ đến bản thân, hết thảy đều chỉ vì muôn người mà xây dựng cho thành nề nếp tốt đẹp chung. Đó chính là chỗ độ lượng của bậc đại nhân, luôn vì lợi ích cho mọi người mà không nghĩ riêng cho bản thân mình. 2. Thế nào là giữ lòng yêu kính người khác? Bậc quân tử với kẻ tiểu nhân, nếu theo hình dáng bên ngoài mà xét thì rất dễ lẫn lộn, chẳng khác nhau mấy. Nhưng chỉ duy nhất khi xét đến chỗ giữ lòng tu dưỡng thì thiện ác thật khác nhau, rõ ràng phân biệt như trắng với đen, không thể nhầm lẫn. Cho nên nói rằng, bậc quân tử sở dĩ khác biệt với người tầm thường chỉ là ở chỗ giữ lòng tu dưỡng. Chỗ tu dưỡng của người quân tử chính là luôn giữ lòng thương yêu, kính trọng đối với người khác. Nói chung, trong muôn người, ắt có kẻ thân thích, người sơ giao, kẻ quý hiển, người hèn kém, kẻ trí tuệ, người ngu si, kẻ hiền lương, người hư hỏng. Phẩm chất cao thấp tốt xấu chẳng ai giống ai, nhưng tất cả đều là đồng loại với ta, cùng một bản thể như ta, sao có thể không thương yêu, kính trọng? Biết giữ lòng yêu kính muôn người, đó chính là yêu kính thánh hiền. Có thể thấu hiểu được chí hướng của muôn người, đó chính là thấu hiểu được chí hướng của bậc thánh hiền. Vì sao vậy? Vì chí hướng của bậc thánh hiền là mong muốn cho nơi nơi, người người đều đạt được những điều họ mong muốn. Chúng ta thuận theo chí hướng đó mà thương yêu kính trọng, giúp cho muôn người đều được an ổn. Đó chính là vì các bậc thánh hiền mà mang lại sự an ổn cho người đời. 3. Thế nào là giúp thành tựu điều tốt đẹp của người khác?
khi ngọc còn trong quặng đá, mang vất bừa bãi, ắt chẳng có giá trị gì hơn viên ngói hòn sỏi. Nhưng nếu được mài dũa đúng cách, ắt trở thành ngọc khuê, ngọc chương quý giá. Vì thế, khi thấy người khác làm được một việc thiện, hoặc gặp người có chí hướng tốt đẹp, hoặc tư chất có thể hướng thiện, đều nên hết lòng dẫn dắt chỉ bày, giúp cho người ấy thành tựu được những điều tốt đẹp. Hoặc vì người ấy mà ngợi khen, trợ lực, hoặc giúp sức duy trì những điều tốt đẹp. Nếu có ai vu khống người ấy, nên vì họ mà làm rõ, hoặc cùng chia sẻ nhận lấy những hủy báng, công kích. Cần giúp sức cho đến khi người ấy được thành tựu vững vàng mới thôi. Người đời nói chung thường không ưa thích những ai khác biệt với mình. Người hiền lương trong thôn xóm thường rất ít, mà những kẻ xấu ác lại rất nhiều. Cho nên, người hiền lương ở đời thường rất khó tự mình đứng vững. Hơn nữa, những kẻ tài ba xuất chúng thường cương trực thẳng thắn, không quá chú trọng đến dáng vẻ bên ngoài, do đó thường dễ bị người đời chỉ trích. Vì thế, việc thiện ở đời thường dễ thất bại, mà người làm việc thiện lại thường bị người đời chê bai phỉ báng. Chỉ những bậc nhân hậu hơn người mới ra sức giúp đỡ, trợ lực cho người làm việc thiện, cho nên công đức ấy thật hết sức lớn lao. 4. Thế nào là khuyên bảo người khác làm việc thiện? Đã sinh ra làm người, ai ai cũng sẵn có tâm hiền thiện. Nhưng đường đời bôn ba xuôi ngược, nên rất dễ đắm chìm sa đọa vào nẻo xấu ác. Vì thế, khi giao tiếp ở đời, ta nên khéo léo vận dụng phương tiện để giúp người khác trừ bỏ những nhận thức sai lầm, mê muội. Ví như vì kẻ đang say trong giấc mộng đêm dài mà giúp cho nhất thời tỉnh mộng. Lại ví như vì kẻ bị vây hãm đã lâu trong khổ đau phiền não mà cứu thoát đưa đến nơi mát mẻ trong lành. Ân huệ đó thật lớn lao không gì bằng. Hàn Vũ nói, khuyên dạy người khác trong nhất thời thì dùng lời nói, khuyên dạy người đến trăm đời sau thì viết sách. Nếu so với việc tự thân mình cùng người khác làm việc thiện, như đã nói trong phần 1 ở trên, thì việc khuyên bảo người khác làm việc thiện tuy là có hình thức biểu lộ, nhưng giống như tùy bệnh cho thuốc, cũng có lúc phát huy tác dụng, đạt được hiệu quả, nên không thể bỏ đi. Nếu có lúc dùng lời khuyên bảo người khác mà không hiệu quả, ngược lại còn đánh mất đi quan hệ với người khác, thì phải quay lại tự xét trí tuệ của mình, vì chưa đủ sự khéo léo. 5. Thế nào là cứu người khi nguy cấp? Người đời ai cũng có những lúc nguy cấp hoạn nạn. Nếu gặp những trường hợp ấy, nên xem như hoạn nạn nguy cấp đang xảy ra cho chính bản thân mình, phải nhanh chóng cứu giúp giải nguy. Hoặc dùng lời nói giúp người sáng tỏ sự oan ức, hoặc tìm đủ mọi phương cách mà cứu giúp sự hoạn nạn nguy cấp của người. Thôi Tử nói, ân huệ không phải quý ở sự nhiều ít, mà giúp người vào lúc nguy cấp mới là quan trọng. Quả thật là lời nhân hậu biết bao. 6. Thế nào là khởi xướng, xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng? Ở phạm vi nhỏ thì như trong một xóm thôn, ở phạm vi lớn hơn thì như trong một quận huyện. Nếu thấy bất kỳ việc gì có lợi ích chung thì rất nên khởi xướng, xây dựng. Đó là những việc như đào mương dẫn nước, đắp đê ngăn lũ, hoặc tu sửa đường xá, cầu cống để thuận tiện cho kẻ đi đường, hoặc cung cấp cơm ăn nước uống để cứu giúp người lúc đói khát. Đối với những việc ấy, nên tùy hoàn cảnh mà khuyên bảo, khuyến khích mọi người cùng nhau góp sức làm. Khi đã làm thì chẳng sợ kẻ khác hiềm nghi,
chẳng nề hà gian khó. 7. Thế nào là bỏ tiền của làm việc tạo phước? Sự tu tập theo đạo Phật có hàng vạn thiện hạnh, trong đó hạnh bố thí được xem là trước nhất. Nói đến hạnh bố thí, chỉ cần một từ buông xả là trọn đủ. Bậc đạt đạo thì trong tâm buông xả sáu căn, bên ngoài buông xả sáu trần, cho đến hết thảy những vật sở hữu của mình, không có gì là không buông xả. Người chưa đạt được đến mức ấy thì trước tiên phải buông xả tiền bạc, mang ra bố thí. Người đời thường có cơm ăn áo mặc mà duy trì mạng sống, nên xem tiền bạc là quan trọng nhất. Chúng ta từ nơi chỗ quan trọng nhất đó mà buông xả, thì bên trong trừ được sự keo kiệt bủn xỉn của chính mình, bên ngoài cứu giúp được sự cần kiếp của người khác. Lúc mới bắt đầu làm việc bố thí, thường phải có sự cố gắng, khiên cưỡng, nhưng tập quen nhiều lần thì cuối cùng sẽ trở nên phóng khoáng, tự nhiên. Bố thí là phương pháp hay nhất để dứt sạch lòng vị kỷ, trừ hết sự bám chấp tham tiếc. 8. Thế nào là ủng hộ và bảo vệ, giữ gìn chánh pháp? Chánh pháp là con mắt sáng, giúp chúng sinh muôn đời có thể nhìn thấy con đường thoát khổ. Không có chánh pháp, con người làm sao có thể biết thuận theo trời đất để góp phần vào cuộc sinh tồn? Làm sao có thể giáo hóa thành tựu cho muôn loài? Làm sao có thể thoát ly khỏi mọi sự mê hoặc, trói buộc trong đời sống thế tục? Làm sao có thể nhập thế tu sửa cải thiện cuộc đời, xuất thế vượt thoát luân hồi sinh tử? Vì thế, mỗi khi gặp những nơi thờ kính các bậc hiền thánh, những kinh sách giáo pháp, chúng ta đều phải cung kính tôn trọng mà sửa sang, trang hoàng cho tốt đẹp. Đến như việc nêu cao và rộng truyền chánh pháp, báo đáp ơn Phật, thì lại càng phải hết lòng dốc sức. 9. Thế nào là kính trọng các bậc tôn túc trưởng thượng? Nói đến các bậc tôn túc trưởng thượng thì trong phạm vi gia đình có cha mẹ, anh chị, trên phạm vi đất nước có các vị quan chức, nhà cầm quyền, cho đến trong phạm vi toàn xã hội thì hết thảy những người cao tuổi, người đức độ, người ở cương vị cấp trên hoặc người có sự hiểu biết cao trọng, chúng ta đều nên có sự lưu tâm, tôn kính phụng sự. Khi phụng sự cha mẹ ở nhà, phải hết sức giữ lòng yêu kính, dáng vẻ phải vui tươi, nói năng phải nhỏ nhẹ, từ tốn. Tập quen như vậy sẽ trở thành tính cách hòa nhã tự nhiên. Ấy là yếu tố căn bản có thể cảm động lòng trời. Khi bước ra xã hội phụng sự đất nước, dù làm bất cứ việc gì cũng phải tự mình cẩn trọng, không vì cấp trên không biết mà tự ý buông thả làm bậy. Nếu ở cương vị xét xử người khác, không vì cấp trên không biết mà tự ý ra oai hà hiếp người khác. Người xưa có câu: phụng sự đất nước như thờ kính trời đất. Đó là những chỗ liên quan chặt chẽ đến âm đức của con người. Cứ thử xem qua gia tộc của những người giữ lòng trung hiếu, ắt thấy rõ không nhà nào là không có con cháu hưng thịnh, phát đạt lâu dài. Cho nên, nhất thiết phải thận trọng đối với việc này. 10. Thế nào là biết tôn trọng sự sống, thương yêu quý tiếc mạng sống của muôn loài? Con người nhờ có lòng trắc ẩn mới xứng đáng được gọi là người. Muốn có lòng nhân hậu, trước tiên phải có lòng trắc ẩn. Muốn tích chứa phước đức, trước tiên phải tích chứa lòng trắc ẩn. Sách Chu Lễ nói: trong tháng Mạnh Xuân, tế lễ không được dùng những con vật giống cái. Mạnh Tử nói: người quân tử lánh xa chỗ bếp núc. Những điều như thế đều là để giữ gìn tấm lòng trắc ẩn,
biết thương tiếc sự sống của muôn loài. Cho nên, người xưa có bốn loại thịt tránh không ăn. Đó là 1. Thịt con vật nghe tiếng kêu khi bị giết. 2. Thịt con vật nhìn thấy khi bị giết. 3. Thịt con vật do chính mình nuôi dưỡng. 4. Thịt con vật người khác cố ý giết để đãi mình. Người học đạo nếu chưa thể hoàn toàn dứt bỏ việc ăn thịt thì cũng nên khởi đầu từ việc tránh ăn những loại thịt như trên. Dần dần tu tiến, tâm từ bi được nuôi dưỡng lớn mạnh hơn. Khi ấy, không những có thể giữ giới không giết hại, mà còn có thể nhận thức sâu xa rằng hết thảy các loài sâu bọ, côn trùng, động vật đều có sự sống, cần phải tôn trọng. Những việc như luộc kén tầm kéo tơ, cày bừa ruộng đất làm chết côn trùng đều là giết hại, mà cơm áo của chúng ta có được là từ những việc như thế. Cho nên cũng chẳng khác nào giết hại loài khác để giành lấy sự sống cho chính mình. Hiểu được như thế thì mới thấy rằng sự hoang phí lương thực, vật dụng cũng không khác gì tội giết hại. Cho đến những việc như lỡ tay làm chết, dẫm chân đoạt mạng côn trùng, thật không thể biết được đã nhiều đến mức nào, nên phải hết sức đề phòng, hạn chế. Cổ thi có câu rằng: lưu hạt cơm thừa, thương chuột đói, giữ mạng thiêu thân, chẳng đốt đèn. Thật nhân từ biết bao. Thiện hạnh có rất nhiều, không thể kể hết ra được. Nhưng từ nơi 10 điều vừa nói trên đây mà suy xét rộng ra, thì muôn ngàn công đức đều có thể đầy đủ cả. Của trời thường bớt những chỗ dư thừa mà bù đắp chỗ khuyết thiếu. Đạo của đất thường làm thay đổi chỗ tràn đầy mà giữ nguyên chỗ khuyết thiếu. Quỷ thần thường gây hại nơi sung mãn mà ban phúc nơi khiêm hạ. Lòng người thường ghét kẻ cao ngạo mà yêu thích kẻ khiêm hạ. Trời đất, quỷ thần với con người đều chuộng đức khiêm hạ. Vì thế nên trong kinh dịch, chỉ riêng một quẻ khiêm là cả sáu hào đều tốt lành. Kinh thư nói: sung mãn thường chuốc lấy tổn hại, khiêm hạ được nhận lãnh ích lợi. Tôi đã nhiều lần cùng những người khác đi thi, mỗi khi gặp kẻ học trò nghèo sắp đỗ đạt, đều thấy có dáng vẻ khiêm hạ lộ rõ ra bên ngoài. Vào năm Tân Mùi, trong số cử nhân về kinh đô dự thi thì nhóm đồng hương gia thiện chúng tôi có 10 người. Đinh Kính Vũ là người nhỏ tuổi nhất, tính tình hết sức khiêm hạ. Tôi có nói với Phí Cẩm Pha: anh này năm nay ắt sẽ thi đỗ. Họ Phí hỏi lại: làm sao biết được? Tôi đáp: chỉ người khiêm hạ mới được nhận lãnh phước báo. Anh xem trong số chúng ta có ai thật thà chất phác, nhường nhịn, không tranh giành như Kính Vũ chăng? Có ai giữ lòng cung kính vâng chiều, hết lòng khiêm hạ như Kính Vũ chăng? Có ai bị người hà hiếp không cần đáp trả, bị người chê bai không cần biện giải như Kính Vũ chăng? Người được như thế, ắt trời đất quỷ thần thường trợ giúp, sao có thể không vươn lên được? Đến khi yết bản, quả nhiên Kính Vũ trúng tuyển. Vào năm Đinh Sửu, tôi về kinh đô, cùng ngủ một chỗ với Phùng Khai Chi. Nhận thấy ông này tính tình khiêm hạ, dung mạo nghiêm trang,
phần lớn là do đã rèn luyện quen từ thuở nhỏ. Khi ấy có Lý Tể Nham là người bạn tốt, tính tình thẳng thắn, thường nhiều lần công khai phê phán, chỉ trích những điều sai lầm của Khai Chi. Chỉ thấy anh ta bình tĩnh lắng nghe và nhận chịu, chưa từng có một lời phản đối. Khi ấy tôi có nói với Khai Chi rằng: phước báo đều có căn nguyên, tai họa cũng có nguồn gốc từ trước. Tâm mình thực sự khiêm hạ, ắt trời sẽ giúp. Năm nay nhất định anh sẽ thi đỗ. Quả nhiên đúng như vậy. Ông Triệu Vũ Phong, tên Quan Viễn, là người huyện Quan thuộc tỉnh Sơn Đông. Tuổi còn trẻ đã thi đỗ cử nhân ở kỳ thi hương, nhưng rất lâu sau thi hội nhiều lần chẳng đỗ. Cha ông được bổ làm quan chủ bạ ở huyện Gia Thiện. Ông theo cha đi nhậm chức. Vì ngưỡng mộ văn tài của Tiền Minh Ngô nên ông mang bài văn của mình đến cho họ Tiền xem. Tiền Minh Ngô xem qua rồi liền sổ toẹt hết cả bài. Triệu Vũ Phong chẳng những không giận mà còn hết lòng khâm phục, nhanh chóng tự sửa đổi. Năm sau ông liền thi đỗ. Vào năm Nhâm Thìn, ta đến kinh thành triều kiến. Nhân lúc đó được gặp Hạ Kiến Sở, ta thấy ông này thần khí khoan thư không tự mãn, tâm ý khiêm hạ, vẻ nhún nhường lộ rõ ai cũng thấy. Lúc về ta có nói với bạn bè rằng: thông thường khi trời sắp giúp một người nào hưng khởi thì khi chưa ban phúc đã trước hết làm cho người ấy phát khởi trí tuệ. Một khi trí tuệ phát khởi thì người hư huyễn bỡn cợt sẽ trở nên chân thành tín thật. Người phóng túng buông lung sẽ tự biết kiềm chế, thu liễm. Ông Kiến Sở hòa nhã hiền lành như thế, ấy là đã được trời khai mở trí tuệ rồi, ắt nay mai sẽ được ban phúc. Đến khi yết bảng, Hạ Kiến Sở quả nhiên thi đỗ. Trương Úy Nham, người huyện Giang Âm, học nhiều biết rộng, có danh trong giới văn chương. Vào năm Giáp Ngọ, ông về Nam Kinh thi hương, ở trọ trong một ngôi chùa. Đến khi niêm yết kết quả thi, không thấy tên mình trúng tuyển, ông hết lời chửi mắng quan chủ khảo, cho là có mắt không tròng. Bấy giờ có một đạo sĩ đứng gần đó bật cười. Họ Trương lập tức quay sang nổi cơn thịnh nộ với đạo sĩ. Đạo sĩ nói: văn của ông chắc chắn là không hay rồi. Họ Trương càng sôi giận hơn, quát nạt: ông chưa từng đọc văn của tôi, sao biết là không hay? Đạo sĩ nói: tôi nghe rằng người làm văn quý nhất ở chỗ tâm ý, khí chất ôn hòa, bình thản. Nay nghe ông chửi mắng, tâm ý, khí chất không có chút ôn hòa, bình thản gì cả, thì văn làm sao có thể hay? Họ Trương nghe như thế, hốt nhiên khâm phục, liền thi lễ xin được chỉ dạy. Đạo sĩ nói: việc thi đỗ hay không đều do số mạng. Số mạng của mình không đáng đỗ đạt thì dù văn hay cũng chẳng ích gì, nên tự thay đổi chính mình mới được. Họ Trương hỏi: đã do số mạng định sẵn thì làm sao thay đổi? Đạo sĩ nói: tạo ra số mạng là trời, mà an lập số mạng là chính mình. Nỗ lực làm thiện, rộng tích âm đức, thì có phước đức nào mà không cầu được? Họ Trương nói: tôi chỉ là anh học trò nghèo, làm sao làm việc thiện? Đạo sĩ nói: việc làm thiện, tích âm đức đều từ nơi tâm mình mà ra. Thường giữ tâm hiền thiện thì được vô lượng công đức. Chẳng hạn như việc giữ tâm khiêm tốn nhún nhường, nào có tốn kém tiền bạc gì? Sao ông không biết tự xem lại mình, còn chửi mắng quan chủ khảo? Trương Úy Nham từ đó theo lời dạy, cố tự sửa đổi, bỏ lòng kiêu mạn mà giữ đức khiêm hạ. Tâm thiện ngày càng tăng trưởng, đức hạnh ngày một sâu dày. Năm Đinh Dậu, ông nằm mơ thấy đi đến một căn phòng trên cao,
nhìn thấy một quyển sổ ghi chép tên người thi đỗ. Trong đó có nhiều hàng bỏ trống, liền hỏi một người đứng bên cạnh rằng: "Bản danh sách chép tên người thi đỗ khoa này sao lại thiếu nhiều tên như vậy?" Người ấy đáp: "Việc chọn người đỗ đạt ở cõi âm cứ 3 năm lại một lần khảo xét so sánh. Những người thường tích âm đức, không phạm lỗi lầm mới có tên trong đó. Những dòng bị trống đó đa phần đều là những người vốn ngày trước đáng được đỗ đạt, nhưng vì gần đây đức hạnh kém cỏi nên bị xóa đi. Sau đó, người ấy lại chỉ vào một dòng còn trống trong sổ và nói: "Trong 3 năm qua, ông luôn biết giữ mình thận trọng, có thể được ghi tên vào đây. Mong ông biết tự lo cho mình." Khoa thi năm ấy, quả nhiên Trương Úy Nham thi đỗ, xếp hạng thứ 105. Do những điều như trên mà biết được rằng, trên đầu 3 thước nhất định có thần minh soi xét. Việc lành dữ, tốt xấu chắc chắn đều do chính mình. Cần phải biết giữ lòng hiền thiện, kiểm soát mọi việc làm của mình. Không một mảy may phạm vào những điều xấu ác, luôn khiêm hạ nhún nhường, khiến cho trời đất quỷ thần đều cảm động trợ giúp. Như thế mới có được nền tảng để hưởng phước báo. Người nào tính khí cao ngạo tự mãn, ắt phải là kẻ thiển cận. Ví như có được hưng khởi phát triển, cũng không thể thọ hưởng lâu dài được. Người có chút tri thức hiểu biết, ắt không ai chịu rơi vào chỗ độ lượng hẹp hòi, tự đánh mất đi phước báo như thế. Huống chi sự khiêm tốn là mở ra cơ hội học hỏi từ người khác, lại có thể nhận lấy noi theo việc làm thiện của người, không có giới hạn. Người cầu công danh sự nghiệp lại càng không thể thiếu sự khiêm hạ. Lời xưa có câu: "Có chí hướng công danh, ắt được công danh. Chí hướng sang giàu, ắt được sang giàu." Người có chí hướng như cây có gốc rễ, muốn lập chí công danh vững vàng phải luôn luôn giữ lòng khiêm hạ nhún nhường, vận dụng khéo léo vô số phương tiện mà làm việc thiện, tự nhiên sẽ cảm động thấu cả đất trời. Cho nên phước đức đều do chính mình tự tạo. Người đời nay muốn cầu thi cử đỗ đạt nhưng khởi đầu thường không có chí hướng chân thật, bất quá chỉ là sự hứng khởi trong nhất thời mà thôi. Lúc có hứng khởi thì mong cầu, lúc không còn hứng khởi, ắt cũng thôi không mong cầu nữa. Mạnh Tử nói với vua nước Tề: "Nhà vua hết sức yêu thích âm nhạc, nước Tề sắp thịnh vượng rồi. Ta đối với con đường công danh khoa bảng cũng giống như vậy." Sơ lược tiểu sử Viên Liễu Phàm. Viên Liễu Phàm sinh năm 1533, trước có tên là Viên Biểu, sau đổi thành Viên Hoàng, tự Khôn Nghi, cũng có tên tự là Khánh Viễn. Trước lấy hiệu là Học Hải, sau đổi hiệu là Liễu Phàm. Tổ tiên họ Viên vốn cư ngụ ở phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Vào cuối đời Nguyên là một gia tộc hết sức giàu có. Sang đầu triều Minh, Yên Vương Chu Lệ cướp ngôi của cháu mình là Chu Doãn Văn, tự lên làm hoàng đế, xưng là Minh Thành Tổ. Khi ấy có một số người phản đối, bị Minh Thành Tổ truy bắt giết sạch. Tổ tiên họ Viên vì có giao du với những người chống đối nên cũng bị truy bắt. May mắn chạy thoát được nên phải lưu lạc khắp nơi, sau đến ngụ ở Nam Trực thuộc huyện Ngô Giang, phủ Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Đến đời Viên Liễu Phàm cưới vợ người huyện Gia Thiện rồi đến ở rể, hóa ra lại quay về quê cũ của tổ tiên là phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Tiên sinh Viên Liễu Phàm rất chú trọng phép tĩnh tọa dưỡng sinh. Ông có để lại 2 tác phẩm nổi tiếng về chủ đề này là Nhiếp Sinh Tam Yếu
và tỉnh tọa yếu quyết. Sách tỉnh tọa yếu quyết có ba thiên: dự hành, tu chứng và điều tức. Thiên dự hành giới thiệu những điều cần yếu của người luyện tỉnh tọa, trọng điểm là điều tâm, hệ duyên thu tâm, tá sự luyện tâm, tỉnh xứ dưỡng khí, náo xứ luyện thần. Thiên tu chứng thảo luận sự tự thể nghiệm của việc tọa thiền. Thiên điều tức giới thiệu ba phương pháp điều tức của Phật giáo. Tiên sinh viết sách Liễu Phàm Tứ Huấn vào khoảng năm 1601, 69 tuổi. Ban đầu, đây chỉ là những lời răn dạy được ông viết ra cho con trai là Viên Thiên Khải, năm ấy vừa được 20 tuổi, nên được ông gọi là Giới Tử Văn, bài văn răn dạy con. Về sau, sách được lưu hành hết sức rộng rãi khắp nơi, nên người đời sau đổi tên lại là Liễu Phàm Tứ Huấn, bốn điều khuyên dạy của tiên sinh Liễu Phàm. Cha ông mất sớm, mẹ ông khuyên theo học nghề thầy thuốc. Sau ông gặp tiên sinh họ Khổng, người Vân Nam, truyền cho phép toán số Hoàng Cực của Thiệu Khang Tiết và đoán số mạng suốt đời cho ông. Ông nghe lời họ Khổng, bỏ nghề thuốc, ra công học tập để cầu công danh sự nghiệp. Niên hiệu Long Khánh thứ ba, năm 1569, ông gặp được thiền sư Vân Cốc ở núi Thê Hà, Kim Lăng. Thiền sư dạy ông đạo lý làm thiện tích đức, có thể chuyển đổi số mạng. Ông như người ngủ mê chợt tỉnh, từ đó liền đổi hiệu Học Hải thành Liễu Phàm để ghi nhớ cuộc gặp gỡ này và thuyết tự lập số mạng vừa học được. Ông tự nguyện từ đó về sau quyết không rơi vào cách nghĩ, cách làm thông thường của người phàm tục. Sang niên hiệu Long Khánh thứ tư, năm 1570, ông thi đỗ cử nhân, niên hiệu Vạn Lịch thứ 14, năm 1586. Ông đỗ tiến sĩ, được bổ làm huyện lệnh huyện Bảo Đế, sau thăng làm chủ sự ở Ti Chức Phương thuộc Bộ Binh. Ông tham gia cuộc chiến tranh với quân Nhật tại Triều Tiên, từng chỉ huy đẩy lùi quân Nhật. Niên hiệu Vạn Lịch thứ 21, năm 1593, vào ngày 27 tháng Giêng, cũng trong cuộc chiến tranh với quân Nhật xảy ra trên đất Triều Tiên, Lý Như Tùng cầm quân tại Bách Đề Quán bị thua to. Binh bộ thượng thư lúc ấy là Thạch Tinh, vốn chủ trương nghị hòa. Viên Liễu Phàm tán thành việc thượng thư Thạch Tinh chỉ trích cách cầm quân của Lý Như Tùng, do đó Tùng để tâm oán hận. Thời gian sau, Lý Như Tùng sàm tấu lên triều đình, gán cho Viên Liễu Phàm 10 điều tội danh. Liễu Phàm vì việc đó bị bãi chức về quê. Ông mất ở quê nhà vào năm 1606. Đến niên hiệu Thiên Khải thứ ba, năm 1623, vụ án oan của ông mới được làm sáng tỏ. Ông được quan lại bộ thượng thư là Triệu Nam Tinh, truy tặng quân công và triều đình truy phong cho ông là Thượng Bảo Ti Thiếu Khanh. Chuyện Du Tịnh Ý gặp thần bếp. Du Tịnh Ý công ngộ táo thần ký. Làm lành gặp dữ. Trong khoảng niên hiệu Gia Tỉnh Triều Minh, có người họ Du ở tỉnh Giang Tây, tên húy là Đô, tên tự là Lương Thần, kiến thức uyên bác, lại có nhiều tài năng. Từ năm 18 tuổi đã thi đỗ tú tài, mỗi lần vượt qua các kỳ thi đều có thứ hạng cao. Thời tuổi trẻ, nhà nghèo nên Du Đô mở lớp nhận học trò, lại cùng các bạn đồng học khoảng hơn 10 người thành lập nhóm Văn Xương Xã, khuyến khích nhau thực hành những việc như giữ gìn kính tiết giấy có chữ viết, phóng sinh cứu vật, răng ngừa những sự tham dâm, giết hại, nói dối. Thực hành như vậy được nhiều năm, trước sau ông đã tham dự đến 7 khoa thi hương nhưng đều không đổ lên cử nhân. Ông Du Đô sinh được 5 đứa con trai
thì có đến 4 đứa bị bệnh chết sớm. Còn lại đứa thứ 3 rất thông minh tuấn tú. Dưới lòng bàn chân trái có 2 nốt ruồi. Vợ chồng ông hết sức yêu quý. Đến năm lên 8 tuổi, đứa con trai ấy đi chơi trong làng, bỗng lạc mất không về, chẳng biết đi đâu. Ông sinh được 4 đứa con gái, cũng chỉ còn lại 1. Vợ ông thương khóc con đến nỗi mù cả 2 mắt. Ông du đô vất vả quanh năm, nhưng ngày càng nghèo túng hơn. Ông thường tự xét mình không phạm tội lỗi gì lớn, chẳng biết vì sao bị trời trừng phạt nặng nề bi thảm đến như vậy. Từ năm ông du đô được hơn 40 tuổi, mỗi năm đến cuối tháng chạp đều tự tay viết một tờ sớ trên giấy vàng, kể lể than vãn về gia cảnh của mình, cầu khẩn với thần bếp xin chuyển đạt lên Ngọc Đế. Đã nhiều năm như vậy nhưng chẳng thấy kết quả gì. Thần bếp giáo huấn. Cho đến năm 47 tuổi, vào đêm giao thừa cuối năm, ông Judo đang ngồi trong nhà với đứa con gái và người vợ mù. Cảnh nhà túng quẫn nên cả nhà đều buồn bã, thê lương tĩnh lặng, không khí ngập tràn đau thương chua xót. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, ông liền cầm đuốc đi ra xem, nhìn thấy một người mặc y phục màu đen, đầu đội khăn vuông kiểu đạo sĩ, râu tóc xem chừng đã vào khoảng 50-60 tuổi. Người ấy chắp tay vái chào rất lịch sự, rồi đi theo vào nhà ngồi xuống. Tự giới thiệu mình là người họ Trương, từ xa đến đây. Nghe biết nhà ông có chuyện buồn khổ, nên đặc biệt tìm đến an ủi. Ông Judo thấy người khách có vẻ lạ thường, nên thi lễ hết sức cung kính. Nhân khi trò chuyện, liền kể với ông khách họ Trương việc mình suốt đời đọc sách thánh hiền, làm thiện tích đức, nhưng đến nay đường công danh chẳng được như ý, vợ con không trọn vẹn, cơm ăn áo mặc còn chưa đủ, lại đã nhiều lần viết sớ nhờ thần bếp trình lên Ngọc Đế, nhưng không thấy kết quả gì. Ông khách họ Trương nói, chuyện nhà ông tôi đã sớm biết từ lâu rồi. Tâm ý xấu ác của ông thật quá nặng nề. Ông vốn chỉ biết chạy theo hư danh. Sớ ông viết trình lên, chứa đầy những lời oán hận, xem thường Thượng Đế. Tôi chỉ e là sự trừng phạt còn chưa dừng lại ở mức như hiện nay đâu. Ông Judo hết sức kinh hãi, thưa rằng, tôi nghe nói trong chốn U Minh, dù một điều thiện nhỏ cũng được ghi chép đủ. Tôi phát nguyện làm việc thiện, kính cẩn giữ mình theo khuôn phép do văn xương xã đề ra đã lâu. Lẽ nào tất cả những việc ấy đều là chuộng hư danh thôi sao? Ông khách họ Trương nói, được, vậy hãy thử lấy một điều trong những khuôn phép do văn xương xã của ông đề ra mà xét, là việc giữ gìn kính tiết giấy có chữ viết. Nhóm nho sinh các ông cùng với những kẻ mà các ông giao thiệp hầu hết đều dùng giấy từ sách cũ để phết dán cửa sổ, bao gói đồ vật, thậm chí còn dùng để lau chùi bụi bặm trên bàn ghế. Nhưng miệng thì luôn nói chớ làm dơ bẩn giấy, chỉ nên đốt hết đi. Ông ngày nào cũng nhìn thấy những việc như vậy, nhưng chẳng có một lời can ngăn răn nhắc. Chỉ thỉnh thoảng gặp vài mảnh giấy giữa đường thì nhặt về đốt đi. Như vậy phỏng có ích gì chăng? Lại nữa, trong nhóm văn xương xã của ông, mỗi tháng đều làm việc phóng sinh, ông cũng chỉ qua loa làm theo, dựa vào người khác mà nên việc. Ví như những người khác không khởi làm thì ông cũng mê muội không làm. Kỳ thật trong lòng ông chẳng có mảy may tâm niệm từ bi. Hơn nữa, trong nhà ông các loại tôm cua cũng thường bị đưa vào bếp nướng. Lẽ nào chúng lại không phải sinh mạng đó sao? Mỗi khi có sai trái trong lời nói, ông lại dùng đến biện tài khéo léo lanh lợi, khiến cho người nghe phải điên đảo, tưởng xấu là tốt, mà thán phục ông. Khi ông mở miệng buông lời, trong lòng vẫn tự biết đang làm tổn thương đức tốt,
Chỉ vì quen thói cũ nên trong lúc cùng bạn bè tụ tập chuyện phím, cứ theo đà chê bai giễu cợt người khác, không thể dừng lại được. Miệng lưỡi như thế của ông khiến quỷ thần phải nổi giận. Việc xấu ác ở cõi âm đã ghi lại thật nhiều, chẳng biết đến bao nhiêu mà kể. Vậy mà ông còn tự nhận mình là người đức hạnh sâu dày, lại cho rằng mình chẳng dối lừa khinh dễ ai sao? Lại cho rằng như vậy chẳng phải là khinh dễ trời cao đó sao? Còn về chuyện tà dâm, tuy không xảy ra hành vi thực sự, nhưng ông thấy gái đẹp thì chăm chăm nhìn kỹ, tâm ý lăng xăng không còn tự chủ, chỉ là không gặp dịp thích hợp để hành sự đó thôi. Ông hãy tự xét lại mình trong những lúc ấy, liệu có được như lỗ nam tử chăng? Vậy mà dám nói là suốt đời không vướng chuyện tà dâm háo sắc, có thể đối mặt với trời đất quỷ thần như lỗ nam tử xưa kia, quả là lời dối trá. Đó là những khuôn phép do chính ông tự nguyện làm theo, được ghi thành quy củ điều luật của văn xương xã, mà còn như vậy, huống chi là những việc khác. Ông liên tục nhiều năm đốt sớ trình lên Thượng Đế, kể lể sự tình. Thượng Đế lệnh cho sứ giả Nhật Du xem xét kỹ những việc thiện ác của ông làm. Trải qua nhiều năm, không thấy việc thiện nào có thể ghi nhận. Chỉ thấy những khi ông ở một mình nơi khuất tất vắng vẻ, thì toàn là những tâm niệm tham lam, dâm dật, ganh ghét, hẹp hòi nóng nảy, tự mãn khinh người, nhớ việc đã qua, mong việc sắp đến, báo thù rửa hận, chen nhau khởi lên trong đầu. Nhiều đến mức không thể ghi chép hết. Những sự xấu ác đủ loại khởi lên từ tâm ý như thế đã tích tụ, gắn kết kiên cố từ lâu. Thần minh ghi chép đã nhiều, trời giáng hình phạt ngày càng nặng. Ông dù muốn tránh né tai họa còn không được, thì dựa vào đâu mà cầu hưởng phước lành? Ông Judo nghe qua như vậy hết sức kinh hoàng, sợ hãi khôn xiết, quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thưa rằng: Ngài đã rõ biết hết những sự việc trong cõi U Minh, nhất định là có quan hệ với tôn thần, cầu xin Ngài ra tay cứu độ. Người khách họ Trương liền nói: Ông là người đọc sách, hiểu rõ lễ nghĩa, lại cũng biết hâm mộ điều lành, lấy đó làm vui. Nhưng đang khi nghe người khác nói một lời thiện, lại không thể khích lệ. Thấy người khác làm một việc thiện, lại không thể cổ vũ, chỉ toàn phạm vào những điều lỗi lầm, hư rỗng. Hết thảy đều do cội gốc lòng tin chưa tự sâu vững. Tâm tính lại từ lâu đã quen như vậy, nên không hề tự xem xét lại. Vì thế mà suốt cả đời, khi nói một lời lành, làm một việc thiện, chẳng qua đều chỉ là phô trương hư huyễn, chưa từng có lời nào, việc nào là chân thật cả. Hơn nữa, tâm niệm xấu ác lại chất chứa tràn ngập trong lòng, tiếp nối nhau không ngừng sinh khởi. Như vậy mà mong muốn được trời cho phước báo tốt lành, thì có khác nào mảnh đất gieo trồng đầy những gai góc, lại mê muội mong thu hoạch được lúa tốt, chẳng phải sai lầm lắm sao? Ông từ nay về sau, mỗi khi có những vọng tưởng tạp niệm như tham lam, dâm dục, giả dối, thì phải đem hết quyết tâm mạnh mẽ mà dứt trừ tất cả, thanh lọc tâm ý sao cho luôn trong sạch an tịnh. Mỗi mỗi tâm niệm đều chỉ toàn là hiền thiện. Khi gặp một việc thiện, nếu thấy sức mình có thể làm được thì phải mang hết sức ra mà làm ngay. Trong lòng không mong báo đáp, không cầu danh tiếng, bất kể đó là việc thiện lớn hay nhỏ, khó khăn hay dễ dàng, đều đem tâm chân thành, ham thích, nhẫn nại mà làm. Nếu thấy sức mình không thể làm nổi, thì cũng phải hết lòng lưu tâm ân cần khẩn khoản, khiến cho tâm lành ấy được nuôi dưỡng trọn vẹn. Điều cốt yếu thứ nhất là phải có tâm nhẫn nại, kham chịu. Thứ hai là phải có tâm kiên trì, không thối chuyển, nhất thiết không được biến lười, nhất thiết phải chân thành, không tự lừa dối. Cứ như vậy mà thực hành lâu ngày,
tự nhiên sẽ có những hiệu quả ứng nghiệm kỳ diệu khôn lường. Ta thấy gia đình ông thờ kính ta từ lâu, hết sức chân thành, nên mới đặc biệt đến đây có mấy lời, xem như báo đáp. Ông phải nhanh chóng làm ngay, không nên chậm trễ, may ra mới có thể chuyển đổi được ý trời. Vị khách họ Trương nói xong thì đi thẳng vào trong nhà. Du công lập tức đứng dậy đi theo. Vừa đến chỗ bàn thờ thần bếp thì hốt nhiên không còn thấy đâu nữa. Mới biết người mình vừa gặp chính là ngài, liền cung kính đốt hương lạy tạ. Đổi tên tịnh ý, chuyển ý thanh tịnh. Hôm sau đó là ngày Tết Nguyên Đán. Ông Du Đô thiết lễ kính lạy trời đất, thề nguyện sửa đổi tất cả những lỗi lầm trước đây, thực hành mọi việc thiện, tự đổi hiệu mình là Tịnh Ý Đạo Nhân, thể hiện ý nguyện muốn dứt trừ hết mọi sự sai trái sằng bậy, làm thanh tịnh tâm ý. Ngày đầu tiên bắt đầu làm thiện, những ý niệm hỗn tạp đua nhau sinh khởi, nếu không sinh tâm ngờ vực, ắt cũng rơi vào lười nhác uể oải. Trải qua mấy ngày như thế, rồi lại thấy mình rơi vào chìm nổi mê muội như trước. Trong nhà có thờ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Du Tịnh Ý liền đối trước tượng Bồ Tát lễ lạy cầu sám hối, khấu đầu đến nỗi chảy cả máu trán, cung kính phát lời đại nguyện rằng: con nguyện giữ cho tâm ý chỉ còn thuần nhất niệm lành, tinh tấn nỗ lực làm thiện. Nếu có mảy may buông lung thối chí, thề sẽ vĩnh viễn chịu đọa vào địa ngục. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, ông đều kiên trì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi để cầu sự gia trì cho mình trong việc làm thiện. Sau đó thì mỗi một lời nói, mỗi một việc làm, mỗi một ý nghĩ trong suốt ngày ấy đều tưởng như có quỷ thần đang ở bên cạnh xem xét, tuyệt nhiên không dám dối trá lừa lọc, buông thả phóng túng. Hết thảy những việc gì có thể cứu giúp người khác, có thể làm lợi lạc cho người, cho đời, bất kể đó là sự việc lớn hay nhỏ, bất kể bản thân mình đang lúc bận rộn hay nhàn rỗi, bất kể là người khác có biết đến hay không, cũng không ngần ngại suy lường sức lực tự thân làm nổi hay không nổi. Du Tịnh Ý đều hoan hỷ cố hết sức làm, cho đến khi thành tựu mới thôi. Ông lại tùy nhân duyên phương tiện mà rộng làm những việc tích lũy âm đức, hơn nữa còn nỗ lực khuyên người giữ theo luân thường đạo lý, siêng năng đọc sách học hỏi, giữ lòng khiêm hạ, nhẫn nhục hòa kính, lại thường dùng những lẽ nhân quả báo ứng giảng rộng với mọi người. Ông nỗ lực chuyên cần làm thiện suốt ngày như vậy, nhưng vẫn không tự cho là đủ. Vào mỗi ngày cuối tháng, ông Du Tịnh Ý lại đem hết thảy những lời nói, việc làm trong suốt tháng đó viết thành một lá sớ, đốt trước bàn thờ thần bếp để kính cáo. Ông thực hành như vậy cho đến khi đã thuần thục, thì đạt đến mức thân vừa động, ắt có muôn điều thiện tùy theo; tâm vừa tỉnh, ắt không còn một mảy may tạp niệm nào sinh khởi. Chuyển họa thành phúc. Qua 3 năm như thế, ông vừa được 50 tuổi, vào niên hiệu vạn lịch thứ 2. Triều đình mở kỳ thi hội năm Giáp Tuất, năm 1574. Quan thủ phụ là Trương Giang Lăng, sau khi kết thúc kỳ thi, liền dò hỏi những người đồng hương để tìm người làm thầy dạy cho con. Có người tiến cử Du Tịnh Ý, quan thủ phụ liền cho người mời ông đến kinh đô làm thầy dạy cho con mình. Khi nghe Du Tịnh Ý kể về những việc mình đã làm, quan thủ phụ hết sức kính trọng đức độ và phẩm hạnh của ông, liền dựa theo quy định
để giúp ông được vào học trường quốc học. Vào niên hiệu vạn lịch thứ tư, tức là năm Bính Tý, năm 1576, ông dự kỳ thi hương tại Kinh Đô, trúng tuyển cử nhân, sang năm sau lại đỗ tiếp tiến sĩ. Ngày nọ, ông đến ra mắt quan nội giám họ Dương. Ông này gọi năm đứa con nuôi ra chào. Những người con trai này được họ Dương nhận từ khắp nơi về nuôi, xem như con mình và lấy đó làm niềm vui trong tuổi già. Du Tịnh Ý chợt nhìn thấy trong số đó có một đứa chừng 16 tuổi, dung mạo dường như quen thuộc lắm. Liền hỏi quê quán. Đứa trẻ đáp: con người tỉnh Giang Tây, thuở nhỏ đi chơi lên nhầm thuyền buôn gạo nên không về nhà được. Còn tên họ thời ấy với tên làng xóm thì chỉ còn nhớ mường tượng mà thôi. Du Tịnh Ý nghe như vậy hết sức ngờ vực, liền bảo nó cởi giày ra để xem lòng bàn chân trái. Quả nhiên có hai nút ruồi rất rõ. Ông mừng quá hét lớn: ôi, con tôi đây rồi. Quan nội giám họ Dương cũng hết sức kinh ngạc, lập tức cho đứa trẻ ấy theo Du Tịnh Ý về chỗ ngủ. Ông hối hả báo tin vui cho vợ. Vợ ông mừng quá, ôm con khóc lớn đến nỗi máu từ trong mắt tuôn ra ràn rụa. Đứa con cũng khóc, rồi nâng niu khuôn mặt mẹ mà thè lưỡi liếm máu mắt cho mẹ. Không ngờ lúc ấy bỗng nhiên hai mắt bà sáng lại, nhìn thấy rõ ràng. Du Tịnh Ý mừng thương lẫn lộn, không còn muốn làm quan nữa, liền từ biệt Trương Giang Lăng trở về quê nhà. Quan thủ phụ Trương Giang Lăng quý trọng nghĩa khí của Du Tịnh Ý, gửi biếu nhiều quà tặng và một số tiền lớn tiễn ông về quê. Về quê nhà, ông càng nỗ lực làm việc thiện nhiều hơn nữa. Con trai ông sau đó lập gia đình, sinh được 7 người con, tất cả đều học hành đỗ đạt thành danh. Du Tịnh Ý ghi chép lại sự việc mình gặp thần bếp, cũng như quá trình sám hối sửa lỗi, dùng để răn dạy, giáo dục con cháu về sau. Ông sống an ổn, khỏe mạnh đến tuổi già, thọ 88 tuổi. Người đời ai cũng cho rằng đó là do ông chân thành làm nhiều việc thiện, chuyển đổi được sự báo ứng trở thành tốt đẹp. Kẻ hậu học sống cùng làng với ông Du Tịnh Ý là La Trinh, kính ghi lại câu chuyện này. Trình bày trong sách này có khá nhiều điểm chung. Mặc dù họ xuất thân khác nhau, đến với đạo Phật cũng qua những nhân duyên khác nhau, nhưng cả hai đều có đủ quyết tâm thực hiện đúng theo lời Phật dạy, nên cuối cùng đều đã đạt được một cuộc sống an vui, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Suy ngẫm về cuộc đời của hai nhân vật này, chắc chắn chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học cho chính bản thân mình. Mặt khác, khi so sánh cuộc đời của hai người, chúng ta sẽ thấy được nhiều điều thú vị, bởi trong khi những điểm tương đồng giữa họ có thể giúp nhấn mạnh hơn tính đúng thật của luật nhân quả, thì những điểm khác biệt lại có thể bổ sung cho nhau để giúp người đọc có được những hình ảnh minh họa thật khái quát và rõ nét hơn cho những bài học luân lý đạo đức được rút ra từ câu chuyện. Có lẽ sự bổ sung cho nhau cũng là nguyên nhân chính để những người khắc bản in Liễu Phàm Tứ Huấn trước đây đã chọn đính kèm bản văn Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký vào phần sau. Và Đại sư Ấn Quang cũng tán thành giữ nguyên cấu trúc này
khi khắc in thành phần phụ đính của sách An Sĩ Toàn Thư. Thử so sánh một số điểm tương đồng và khác biệt giữa cuộc đời của hai nhân vật đặc biệt này, chúng ta sẽ có thể cảm nhận một cách sâu xa hơn hàm ý của người xưa. Viên Hoàng xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc. Mặc dù tổ tiên ông đã phải bỏ xứ trốn đi vì sự truy bức của quan quân, do có giao du với người chống đối hành vi soáng ngôi của Yên Vương Minh Thành Tổ, nhưng khi lập nghiệp ở nơi khác, họ vẫn phần nào giữ được địa vị trong xã hội. Và đến đời Viên Hoàng 1533-1606 thì vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn suy kiệt. Chúng ta có thể nhận ra điều này qua cuộc sống khá an ổn của Viên Liễu Phàm, kéo dài đến hơn 20 năm khi ông chưa đỗ đạt. Ngược lại, Du Đô là một hèn sĩ xuất thân quá ư nghèo khổ. Ngay sau khi đỗ tú tài từ năm 18 tuổi, đã phải đối mặt với gánh nặng cơm áo cho gia đình, đã phải mở trường dạy học với mục đích đơn giản nhất là nuôi sống gia đình, nhưng gần như vẫn không đạt được. Vì thế, cuộc sống bi đát của gia đình ông được mô tả khá rõ nét qua hình ảnh của một đêm giao thừa, khi Tết sắp đến mà cả nhà đều buồn bã, thê lương tĩnh lặng, không khí ngập tràn đau thương, chua xót. Hơn thế nữa, hàng loạt tai họa liên tục giáng xuống gia đình ông trước đó đã khiến cho vợ ông sau 9 lần sinh nở mà chỉ còn nuôi sống được 2 người con. Và rồi đứa con trai cũng thất lạc từ năm 8 tuổi, chỉ còn lại duy nhất một người con gái. Du Đô sinh năm 1525, còn Viên Hoàng sinh năm 1533. Hai người chênh nhau chỉ 8 năm tuổi, nên có thể xem như người đồng thời, có cùng bối cảnh xã hội. Đây cũng là một yếu tố khiến cho sự so sánh cuộc đời họ càng thêm thú vị. Viên Hoàng lấy hiệu là Học Hải, có lẽ muốn hàm ý là người học rộng. Còn Du Đô lấy hiệu là Lương Thần, nói rõ ý hướng muốn thành một trụ cột của đất nước. Vì tự cho mình là người tài năng, nhiều tri thức. Cả hai đều là những kẻ tài năng, nhưng có giai đoạn đầu đời không thành đạt. Tuy vậy, trong khi Học Hải chấp nhận an phận với những tiên đoán của Khổng Tiên Sinh về một hậu vận không tốt đẹp, thì Lương Thần lại luôn buồn phiền, đau khổ với thực trạng nghèo khó và chịu lắm tai ương, vì cho rằng mình hoàn toàn không đáng phải chịu như vậy. Và rồi cả hai người đều thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình sau một lần gặp gỡ tình cờ. Viên Học Hải được gặp Thiền sư Vân Cốc, một nhân vật có thật trong lịch sử, trong khi Du Lương Thần lại gặp gỡ một nhân vật đầy kỳ bí mà ông tin chắc là thần bếp, một vị thần trong tín ngưỡng dân gian, được gia đình ông thờ phụng. Điểm giống nhau giữa hai trường hợp này là Thiền sư Vân Cốc cũng như thần bếp đều là những vị cứu tinh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hai người. Các vị đã chỉ ra những suy nghĩ sai lầm từ trước đó và vạch rõ cho họ một con đường để thay đổi cuộc đời. Sai lầm của Viên Học Hải là chỉ biết an phận, chấp nhận số mạng như một sự an bày và không hề nỗ lực vươn lên. Trong khi đó, sai lầm của Du Lương Thần lại là sự mơ hồ giữa thiện và ác, không hề nhận biết được rằng những tâm niệm xấu ác giấu kín trong lòng mình chính là nguyên nhân của khổ đau. Viên Học Hải nhận biết sai lầm nhưng hoàn toàn thụ động, không hề có ý hối cải thay đổi. Còn Du Lương Thần thì không tự nhận biết sai lầm nên đem lòng oán hận trời đất, cho rằng việc nhân quả báo ứng không hề đúng thật. Sau khi được Thiền sư Vân Cốc chỉ dạy, Viên Học Hải đổi tên thành Viên Liễu Phàm, với ý nguyện dứt bỏ hoàn toàn khuynh hướng thụ động, quen theo nếp cũ của những kẻ phàm tục tầm thường, và tự mình nỗ lực tích cực vươn lên,
sửa đổi lỗi lầm để thành người hoàn thiện. Du Lương Thần thì sau khi được nghe thần bếp chỉ ra những tâm niệm xấu ác giấu kín trong lòng mình, đã đổi tên thành Du Tịnh Ý, với tâm nguyện tự thanh lọc tâm ý, dứt bỏ hết những ý niệm xấu ác đó để tâm được thanh tịnh, và dựa trên tâm thanh tịnh đó để tránh ác làm thiện. Cả hai người đều thể hiện quyết tâm hối cải, tự sửa đổi bằng việc đổi tên hiệu. Trong quá trình tu sửa, Viên Liễu Phàm đã nghe theo chỉ dạy của Thiền sư Vân Cốc, áp dụng việc trì tụng thần chú chuẩn đề để giúp an tịnh tâm ý, hỗ trợ cho việc tránh ác làm thiện. Du Tịnh Ý thì tự mình nhận ra sự khó khăn trong việc tự lực chuyển đổi tâm ý, nên đã đặt niềm tin hoàn toàn vào việc lễ bái tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và trì niệm danh hiệu Ngài 100 lần vào lúc sáng sớm để cầu được sự gia trì, và nhờ đó ông luôn bắt đầu một ngày mới với tâm an tịnh. Bằng cách này, ông đã có thể duy trì được quyết tâm tránh ác làm thiện trong suốt ngày hôm đó. Để củng cố tâm hành thiện, Viên Liễu Phàm đã áp dụng phương thức công quá cách của những người đi trước, nghĩa là ghi chép lại tất cả những điều tốt hoặc xấu của bản thân nhằm có thể tự theo dõi, nhận biết. Du Tịnh Ý cũng thực hiện tương tự, nhưng do ảnh hưởng niềm tin với thần bếp, ông đã làm điều này bằng cách viết ra mọi việc thiện ác trong một lá sớ vào mỗi ngày cuối tháng và đốt trước bàn thờ thần bếp để kính cáo. Việc tự mình ghi chép lại những điều thiện ác có công năng giúp họ thường xuyên tự xem xét lại những việc làm đã qua của mình, nhờ đó luôn sống trong sự tỉnh giác hướng thiện. Vì thế, cả hai phương pháp này đều đã chứng tỏ được sự hiệu nghiệm, đều giúp cho hai người có thể duy trì tâm hướng thiện và tu sửa ngày càng tốt hơn. Điểm chung của cả hai người là họ đều tin vào sự hiện hữu của thần linh, một niềm tin thuộc tín ngưỡng dân gian chứ không thuộc về Phật giáo. Đức Phật dạy nhân quả như một quy luật tự vận hành theo nguyên lý nhân nào quả ấy, phủ nhận hoàn toàn mọi sự ban thưởng hay trừng phạt của bất kỳ thế lực siêu nhiên nào. Điều đáng chú ý ở đây là sự khác biệt này không hề tạo thành mâu thuẫn trong niềm tin của đại đa số những người bình dân, bởi họ tin rằng cho dù luật nhân quả tự nó vận hành hay do Thượng Đế điều hành thông qua các thần linh thì kết quả vẫn là như nhau, vẫn dựa trên những tiêu chí thiện ác của những hành vi mà con người đã tạo tác. Tính thích nghi hay phương tiện thiện xảo của Đạo Phật chính là ở điểm này. Thay vì cứng nhắc theo những lời Phật dạy trong kinh điển, các bậc thầy tổ khi truyền giảng giáo lý Đạo Phật đã luôn biết tùy thuận theo những niềm tin sẵn có của quần chúng bình dân. Thay vì tạo ra mâu thuẫn bằng cách vạch rõ những khác biệt và phản bác niềm tin có thể gọi là mê tín vào Thượng Đế, Thần Linh, các ngài đã khéo léo dẫn dắt để chính Thượng Đế hay các vị Thần Linh sẵn có trong lòng người dân lại trở thành những vị hộ pháp rộng truyền lẽ nhân quả. Chính những lời giáo huấn của thần bếp đối với Du Tịnh Ý là một ví dụ hết sức điển hình. Vì thế, sự thờ kính của Du Tịnh Ý đối với thần bếp đã không còn là một niềm tin mù quáng nữa, mà nó trở thành một sức mạnh hỗ trợ vô cùng hiệu quả trong việc giúp ông tránh ác làm thiện. Vì tự thân ông không đủ sức một đao dứt sạch mọi vọng niệm tà ác, nên ông đã nhờ đến niềm tin vào thần linh, với ý tưởng kiên sợ vì lúc nào cũng có thần minh chứng giám, nên ông luôn có thể giữ mình trong trạng thái tỉnh giác, không để cho những tâm niệm xấu ác tà vậy khởi lên và khống chế mình.
Chúng ta cũng thấy được điều tương tự trong Liễu Phàm Tứ Huấn, khi viên Liễu Phàm mỗi đêm đều thắp hương kính cáo với Thượng Đế về những việc đã làm trong ngày. Và kết quả tu thân mà cả hai người đạt được đã chứng tỏ rằng phương tiện thích nghi của giáo lý đạo Phật là hiệu quả. Điều tất nhiên là một khi đã tiến sâu vào đạo Phật với trí tuệ sáng suốt hơn thì chắc chắn đến một lúc nào đó tự họ sẽ nhận biết rõ ràng về luật nhân quả đúng như lời Phật dạy, mà không còn cần thiết phải dựa vào niềm tin đối với Thượng Đế hay thần linh nữa. Chúng ta có thể tin chắc rằng chính từ quan điểm phương tiện thiện xảo này mà Đại sư Ấn Quang đã tán thành cũng như đích thân cổ suý cho việc lưu hành các bản văn khuyến thiện này. Cho dù chúng có pha tạp đôi phần tín ngưỡng dân gian không thật sự chân chính, nhưng với sức phương tiện dẫn dắt của chánh pháp, các bản văn này đã mang lại lợi lạc cho rất nhiều người, nhất là đối với đại đa số quần chúng bình dân mà hầu hết đều không có nhiều tri thức. Cho đến nay, giá trị khuyến thiện của những bản văn này có thể nói là vẫn không thay đổi. Những tâm niệm xấu ác tà vậy nằm giấu kín trong lòng mỗi người vẫn luôn tồn tại, và muốn chiến thắng được chúng để tu sửa tự thân bao giờ cũng là việc hết sức khó khăn. Vì vậy, những chia sẻ của người xưa qua tập sách này chắc chắn vẫn là bài học quý báu cho tất cả chúng ta trên con đường nỗ lực hướng thiện. Hơn thế nữa, những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt ngày nay trên con đường tu sửa tự thân dường như cũng không khác biệt mấy với người xưa. Tiên sinh Viên Liễu Phàm đã mô tả điều đó như là sự quen theo nếp cũ. Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày, không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp, ấy chỉ vì một lẽ là quen theo nếp cũ, do dự rụt rè, không đủ quyết tâm, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời. Và thần bếp khi giáo huấn judo cũng có đoạn nói: khi ông mở miệng buông lời, trong lòng vẫn tự biết đang làm tổn thương đức tốt, chỉ vì quen thói cũ không thể dừng lại được. Quen theo nếp cũ hay quen thói cũ đều là căn bệnh chung của hầu hết mọi người. Đạo Phật gọi những nếp cũ này là tập khí và dạy rằng phải nỗ lực dứt trừ thì mới có thể đạt được thành tựu trên con đường tu tập. Chúng ta có thể hình dung một cách đơn giản về sự vận hành của tập khí như một chiếc xe đã được khởi động nhưng rồi lại hoàn toàn bị mất khả năng điều khiển. Vì thế, hướng đi của chiếc xe chính là hướng đi trước đây, và nó cứ thế mà lăn bánh, không thể thay đổi. Đó là quán tính của một vật thể chuyển động tự do. Khi không nhận thêm bất kỳ một tác động chuyển hướng nào, nó sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đã có. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta đã quen nói dối, có tập khí nói dối, thì việc tiếp tục nói dối sẽ là một điều hoàn toàn tự nhiên, không cần đến bất kỳ một sự nỗ lực, cố gắng nào. Và cũng tương tự như thế với những thói quen xấu khác như tham lam, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, ganh ghét, sân hận. Cho nên, việc tu sửa tự thân luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực khó khăn, trong khi sự buông thả phóng túng theo nếp cũ lại nhấn chìm ta vào con đường xấu ác mà không cần phải có sự cố công gắng sức. Chính vì thế, Khổng Tử từng nói: thắng được người khác là có trí, thắng được chính mình mới là người mạnh mẽ. Thắng nhân giả trí, tự thắng giả cường. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: dù tại bãi chiến trường, thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn. Thật
chiến thắng tối thượng. Kinh Pháp Cú, kệ số 103, Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch từ bản Pali. Tự thắng mình cũng chính là điều kiện tiên quyết để tự lập số mạng, để chuyển họa thành phúc. Vì thế, có thể nói rằng việc tự thắng mình là mục tiêu chung của tất cả những ai muốn hoàn thiện bản thân, muốn thay đổi cuộc đời mình theo hướng tốt hơn. Và điểm khởi đầu cho cuộc chiến đấu vượt qua chính mình như thế, đòi hỏi mỗi chúng ta phải tự nhận biết được một cách khách quan và chính xác về tự thân mình. Tiên sinh Viên Liễu Phàm trong cuộc đối thoại với Thiền sư Vân Cốc đã cho thấy ông nhận biết khá rõ về những nhược điểm của bản thân, những điều mà ông cho là nguyên nhân đã khiến ông có một số mạng không tốt đẹp. Thiền sư Vân Cốc đã tán thành những nhận xét về tự thân của ông và hướng dẫn phương thức để cách mạng bản thân như sau. Nay ông đã biết rõ những điều sai trái của mình, vậy ông phải hết lòng hối cải, tự thay đổi, hết thảy những việc làm trước đây xem như đã chết từ hôm qua, hết thảy những việc từ nay về sau xem như mới được sinh ra từ hôm nay. Lời khuyên này cũng có thể áp dụng cho tất cả những ai trong chúng ta đã có may mắn nhận biết được sự sai trái của bản thân mình. Đó chính là quyết tâm xóa đi làm lại cuộc đời, đoạn tuyệt hoàn toàn với những sai lầm của quá khứ và nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc xây dựng tương lai tươi đẹp, hoàn toàn mới. Nhưng trường hợp của Du Tịnh Ý thì dường như không được may mắn như thế. Ông chịu đựng nhiều khổ đau nhưng không thấy được nguyên nhân gây khổ đau, và vì thế không thể hài lòng với những gì xảy đến cho mình. Ông oán trời trách đất chính là vì không tự biết được sai lầm của chính mình. Vì sao như vậy? Bởi những tâm niệm xấu ác của ông hầu hết đều được giấu kín trong lòng, chưa bộc lộ ra ngoài. Vì thế, người đời có thể vẫn kính trọng ông, xem ông như một bậc chính nhân quân tử, đạo cao đức trọng. Và từ thái độ kính trọng của người khác dành cho mình, ông đã quay lại tự lừa dối bản thân khi tin rằng mình không làm điều gì sai trái cả. Trường hợp của Du Tịnh Ý dường như cũng là trường hợp chung của rất nhiều người trong chúng ta. Thật không dễ để tự mình nhận biết những ý niệm sai lầm khi chúng vẫn còn được che giấu kín trong lòng, chưa có gì biểu lộ ra bên ngoài. Một người có thể chưa phạm vào bất kỳ điều gì để người khác có thể xem anh ta là kẻ tham lam, ích kỷ, dâm tà, hung bạo. Nhưng điều đó hoàn toàn không đảm bảo anh ta thực sự là người đạo đức hoàn thiện. Một cái nhìn kèm theo sự ưa thích khi bắt gặp một người con gái đẹp, và tiếp đó là một tâm niệm ham muốn chiếm hữu, có thể không gây ra bất kỳ sự chú ý hoặc phê phán nào từ những người chung quanh, nhưng thực sự đã gieo mầm xấu ác. Nếu có những ngoại duyên thích hợp, sẽ không ai dám chắc rằng hạt nhân khởi điểm đó lại không tiếp tục phát triển thành một lời tán tỉnh, trêu ghẹo, cho đến lún sâu hơn nữa thành một hành vi tội lỗi. Đối với những tâm niệm tham lam, sân hận, ganh ghét, đố kỵ, cay độc, hiểm ác cũng đều như vậy. Chúng như những con rắn độc ngủ yên và có vẻ như vô hại trong tâm thức, nhưng luôn chờ dịp để vùng dậy và giết chết mọi điều lành. Điều đáng sợ nhất là chúng ta không tự thấy được mối nguy hiểm tiềm tàng đó. Vì thế, chúng ta thậm chí còn thỏa thích dệt mộng với những tâm niệm xấu ác như tham lam, tà dâm, oán hận, thay vì nỗ lực diệt trừ chúng ngay khi vừa sinh khởi. Ta thích thú với những ý niệm mơ tưởng về sắc dục, hoặc những ý niệm oán hận người mà ta căm ghét, hoặc mơ mộng việc có được những tài sản không phải của ta. Và khi những điều đó chưa biến thành hành vi thực sự, ta lại hết sức ngây thơ khi tin rằng mình vẫn hoàn toàn vô tội. Vì thế,
những lời giáo huấn của thần bếp không chỉ dành riêng cho Du Tịnh Ý, mà cũng sẽ vô cùng quý báu nếu chúng ta biết vận dụng để tự soi xét lại chính bản thân mình. Trong câu chuyện về Vệ Trọng Đạt, bản văn Liễu Phàm Tứ Huấn có dẫn lời Diêm Chúa nói rằng: "Một niệm tà vậy khởi lên đã là xấu ác, không đợi đến lúc ông thực sự làm." Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp của Du Tịnh Ý và cũng đúng với những tâm niệm xấu ác được nuôi dưỡng ngấm ngầm của bất cứ ai. Binh pháp xưa có câu: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng." Trong cuộc chiến đấu vượt qua chính mình, chúng ta càng không thể không tự biết mình. Tự mình phản tỉnh, xem xét, phân tích và diệt trừ mọi tâm niệm xấu ác.